Alo, các vị có nghe không? Rồi, cảm ơn. Có một người tên là Lười luôn luôn là túc trực. Hôm nay chúng ta học về 8 cái pháp mà cần sinh khởi. Thứ nhất là thì 8 pháp đó gọi là 8 cái tiếng Pali gọi là Mahapurusa Vitakka. Mahapurusa Vitakka có nghĩa là 8 cái suy tư, 8 cái tư duy của bậc đại hiền. Mà sẵn bên nay nhìn chữ này tôi nhớ nhớ nhiều nói nhiều sẽ quên. Mahapurusa là bậc đại nhân, là cái người mà có phước nhiều, trí nhiều, căn duyên nhiều. Thí dụ như mình thấy 32 tướng tốt của Đức Phật, của chư Phật và của chuyển lương vương thì gọi là Mahapú Purisa Lakhana, có nghĩa là hảo tướng của cái bậc là đại nhân. Nhớ nha. Nhưng mà mình Bali mình cũng còn nhiều cái chữ nữa. Ví dụ như là quý vị đọc kinh Bát Tông á, các vị thấy có cái chữ là chữ Maha Tát. Maha Tát nó từ cái tiếng Pali là Maha Sattha, tức là đại đại sĩ nha. Đại sĩ có nghĩa là người người gì ta, người vĩ đại nha. Còn Bodhisattva đó là Bồ Tát, là Bồ Tát, tức là cái chúng sinh á, mà có trí, có trí tuệ, có cái trí tuệ thì gọi là Bodhisattva. Còn Mahasattva là đại sĩ nhưng mà âm thành là Mahatát, Bồ lên Bồ Tát Mahatát. Thì mình thấy Mahatát không biết là cái gì, thì Mahatát nó từ cái Maha Mahasattva là đại sĩ, có nghĩa là cái người mà có cái nhân cách lớn, đức độ lớn, chí hướng lớn thì gọi là Mahasattva nha, gọi là đại tát, gọi là đại sĩ, gọi là Mahatát, nhớ nha. Còn cái Bồ Tát là âm, cái Bodhisattva nghĩa là chúng sinh có trí tuệ, Bodhi là trí tuệ, Sattva là chúng sinh nha. Còn Mahapurusa ở đây á, Purusa là người, mà Mahapurusa nó cũng có ý nghĩa giống như Mahasattva vậy đó, có nghĩa là bậc đại nhân, cái người phước nhiều, trí nhiều, người có một cái tâm nguyện lớn, hoài bão lớn thì được gọi là Mahapurusa. Còn ở đây mình còn hiểu thêm nghĩa nữa là cái hoài bão lớn này là gì, là cái hoài bão vượt thoát tam giới gọi là hoài bão lớn. Còn tất cả những cái hoài bão, những cái mối quan hoài, ưu tư ưu thời bận thế của mình mà nó quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì không có gọi là hoài bão lớn trong định nghĩa của Phật pháp. Cái người nuôi hoài bão lớn là cái người mà hướng đến giải thoát cho mình, cho người. Còn nếu mà kẹt kẹt đó thì cũng minimum tối thiểu cũng phải là cho mình nha, có nghĩa là hướng đến cái sự giải thoát sinh tử. Còn tất cả những cái ý hướng mà lẫn quẩn lanh quanh á, tù túng nha, thì coi như là không phải là cái hoài bão lớn ở trong Phật pháp. Thì ở đây có 8 cái dây ở trong cái từ cái tên cái thuật ngữ gốc gọi là 8 cái tư duy, là 8 cái suy tư của bậc bậc đại hiền, bậc đại sĩ, bậc đại nhân. Nhưng mà ở đây mình có thể hiểu căn cứ vào nội dung thì mình ở đây có chỗ dịch đó là bát đoán Phật pháp. 8 cái này gọi là bát đoán Phật pháp. Bát đoán Phật pháp tức là 8 cái tiêu chí để xác định đó có là Phật pháp hay không nha. 8 cái này nó có cái tên giống như ngày hôm qua Lokathâm á, là 8 ngọn gió đời, mặc dù trong cái chữ lô cá đây nó nghĩa là thế gian, nó có cái gió sương gì trong đó hết trơn á, nhưng mà mình nói 8 ngọn gió đời gọi là bát phong á, là người ta nghe người ta biết liền nha, chứ còn mình chỉ là 8 thế pháp thì nghe nó lạ. Ở đây cũng vậy, cái 8 cái này đó thì mình gọi là bát đoán Phật pháp cũng được, hoặc là 8 cái tiêu chí để mình xác định đó có phải là Phật pháp hay không. Là vì sao? Là vì có một lần đó bà Gautami Kiều Đàm Di Mẫu á, Kiều Đàm Di Mẫu bà là tổ ni, mà là người bà tỳ khưu ni đầu tiên của Phật giáo đó, bà là tổ ni đó, ni tổ của Phật giáo.
mà bà cũng là em ruột của bà Maya, là dì ruột của Thái tử Tất Đạt. Khi mà bà xuất gia rồi bà đắc A La Hán, lục thông tam minh và tứ tuệ phân tích, thì có lần đó mà đến mà lạy Phật và hỏi Bạch Thế Tôn, Phật pháp ngày càng lưu truyền rộng rãi trong ba giới bốn loài, rồi mai sau sẽ có biết bao nhiêu người ai cũng nói đây là lời Phật, đây là lời Phật, thì cái người hậu lai họ dựa vào đâu để mà họ có thể xác định được đó là lời Phật hay không phải lời Phật? Thì Đức Phật thì thuyết tám cái tiêu chuẩn này nè. Ngài nói này, kiều đàm di mẫu, cái pháp môn nào, cái giáo lý nào mà nó có cái nội dung, nó có cái mục đích, nội dung hướng tới cái mục đích là có, đó là nội dung là thiểu dục, là ly dục, thiểu dục là bớt muốn đó, áp bá là ít, mà ít chá là muốn ha. À, cái nó có nội dung tu hành á, có nội dung hành thì ít muốn mà nó cũng dẫn đến cái cứu cánh chấm dứt ham muốn, thì đó chính là cái tiêu chuẩn một. Cái tiêu chuẩn hai đó là cái giáo lý nào, cái con đường hành trì nào mà càng hành trì người ta càng hướng đến cái sự thi túc, càng hướng đến cái sự ưa thích cái đời sống viễn ly độc cư, không thích đám đông. Cái pháp môn nào mà dẫn đến cái sự tinh tấn, dẫn đến chánh niệm, dẫn đến định, dẫn đến tuệ nha, dẫn đến lìa xa hí luận. Thì cái với tám cái tiêu chuẩn này thì người hậu lai có thể xác định đó là Phật pháp hay không. Còn những cái con đường hành trì nào mà càng hành theo á, trí trí tuệ bản thân cái trí tuệ nó thấy là vô lý, mà càng hành theo càng lười biếng, càng hành theo càng thích đám đông, càng thích quần tụ, càng thích náo nhiệt, càng thích hưởng thụ đa tham đa dục, thì đó không phải là Phật pháp. Mà Phật pháp đó là mình càng theo, càng hành trì, càng hiểu biết đó, thì mình càng có lý do để mà mình hướng tới tám cái điều kiện này. Thì tám cái này tôi nghĩ rằng không cần giải thích nhiều. Cái khó là mấy cái sau nè, cái khó là mấy cái sau đó. Tôi tiếc cho mấy người nào không có nghe mấy cái sau, chứ còn cái mấy cái này mà con đoán ra được nhưng mà không nói không được, phải nói. Thứ nhất là cái pháp này là dẫn đến thiểu dục chứ không phải là đa dục. Thiểu dục ở đây là gì ta? Thiểu dục ở đây là gồm có bốn nha. Thiểu dục có bốn cái thiểu dục, bốn cái thiểu dục. Một là để khỏi Pali, ghi Pali chắc cũng ai ghi đâu kệ. Một là thiểu dục trong trong cái vật chất, thiểu dục trong vật chất. Thứ hai là thiểu dục trong cái sở chính. Thứ ba là cái thiểu dục ở trong cái sở học. Và thứ tư là cái thiểu dục ở trong cái sở hành. Mở ngoặc đơn, cái này phải mở ngoặc nha, mở ngoặc. Sở hành ở đây là rồi, vì bốn cái này, bốn cái thiểu dục. Cái giáo pháp Đức Phật là dẫn đến bốn cái này này. Đã, cái thứ nhất là thiểu dục ở trong vật chất, thiểu dục trong sở chứng, trong sở học và sở trong trong cái sở hành là đầu đà đó. Thiểu dục trong vật chất là sao? Thể dục trong vật chất có nghĩa là ở trong đây có để giải thích, trong đây này có nghĩa là đối với những nhu cầu vật chất mình chỉ dừng lại ở cái mức tối cần thôi, thì đó gọi là thiểu dục. Có bị nghe kịp không? Tôi nói biết bao nhiêu lần mà có nhiều người nghe mà lặp lại không có giống như ghê. Tôi đã nói một biết bao nhiêu lần, cả trăm lần, cả ngàn lần mà cứ ghi lại ghi cũng lộn. Ngày ta chưa có học hành đạo, học đạo hành đạo á, thì ta chạy theo cái thích, thờ ơ cái cần. Học đạo ba mớ đó thì ta giảm cái thích đi, và chỉ chú ý tới cái cần nhiều hơn. Rồi thêm một bước nữa đó, thì ta là bớt cái thích gì, bớt cắt cái thích đi, chỉ chú ý đến cái tối cần thôi. Vì nhớ nha. Ở ngoài hồi chưa tu á thì chạy theo cái thích mà thờ ơ cái cần, rồi sau biết ba má thì bắt đầu mình giảm cái thích, mình chú ý tới cái cần,
Và cuối cùng thì chỉ giữ lại cái tối cần thôi, đó là ba bước nha, tối cần. Thì đối với vật chất cũng vậy, có nghĩa là không có chạy theo cái thích, không chạy theo cái muốn, mà chỉ giữ lại mức nhu cầu thôi nha. Và ở đây quý vị nhân em giảng này, quý vị ngồi nghe mà ngồi nghĩ lại cái bản thân mình, thật sự cái nhu cầu vật chất của quý vị không có nhiều. Tôi không có cần ở chung với ai hết, tôi không cần ở chung nhà với ai hết, tôi cũng biết cái chuyện đó, từ trong bếp vô tới phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm, đúng là nhu cầu thật sự của mình ấy. À, áo quần nồi niêu son chảo bàn tủ giường ghế, đúng là nhu cầu thì nó không có nhiều lắm đâu quý vị, nó không có lấy của mình nhiều tiền lắm đâu nha. Nhưng mà khi mà mình đã đặt cái thích đó lên lên cái hàng là quan trọng rồi đó, xếp cái thích trên cái cần đó, thì lúc của mình mới tiêu tiền dữ dội nha. Thì đối với người tu cũng vậy. Cho nên cái đầu tiên là thiểu dục ở trong vật chất, là bớt thích đi, từ cái bớt cái thích đó, mình giữ lại cái cần, mà cuối cùng mình giữ lại cái tối cần thôi nha. Rồi thứ hai là thiểu dục ở trong cái sở chứng, có nghĩa là sao? Thiểu dục trong sở chứng có nghĩa là không có muốn ai biết mình đắc chứng cái gì. À, cái này các vị nghe kịp không? Hành thiền mà mình đắc cái này đắc cái kia, kể cả có phỉ lạc, có khinh an nghe nhẹ tơn sắp bay được, thấy sẹt sẹt như hàng gió đá rồi đó, là im lặng không có nói, không có mong người khác biết mình tu hành tới đâu. Nhớ nha, cái số 2 là thiểu dục trong sở chứng, nghĩa là không có lòng mong muốn người ta biết mình tu hành tới đâu. Còn cái số 3 là không có cái lòng mong muốn người ta biết được cái kiến thức sâu rộng của mình. Sâu rộng là tốt, nhưng mà muốn người ta biết là bậy. Các vị nhớ nha, tu hành mà có đắc chứng là tốt, nhưng mà muốn người ta biết mình đắc chứng cái gì đó là bậy. Kiến thức càng sâu càng rộng thì tốt, nhưng mà muốn người ta biết mình sâu mình rộng đó là bậy đó. Và cái thứ tư á, cái thứ tư đó là thiểu dục trong sở hành. Tôi nhắc lại nha, mà tùy túc cái thiểu dục ở đây nó gồm có bốn. Một là thiểu dục ở trong vật chất, không có muốn nhiều, chỉ ở mọi thứ ở mức tối cần. Thứ hai đó là thiểu dục trong sở chứng, có nghĩa là không có lòng mong muốn người ta biết mình đắc chứng tới đâu. Thứ ba đó là thiểu dục trong sở học, có nghĩa là không có muốn người ta biết mình là biết nhiều hiểu rộng. Cái thứ tư là thiểu dục trong sở hành, có nghĩa là không có mong muốn người ta biết là mình đang thực hiện cái pháp tu gì. À, đặc biệt chẳng hạn như hạnh đầu đà, ví dụ như mình, cái này thì cho phép tôi nói hơi dễ gây thù oán mà không nói không được. Ví dụ như mình muốn tìm dịp cho người ta biết là mình trong sạch. À, không được đâu con, không được đâu, sư không có nhận cái này nhiều được, bởi vì sư đang giữ cái hạnh đó, hạnh đầu đà sư giữ y, sư không có giữ y dư. À, không không, cái này rất kiều, sư không có nhận này đâu con, cái đó là chi, không cần phải cho người ta biết, mà phải nói 99,9% tu sĩ bị cái bệnh này, tức là có lòng tôn thì tốt, nhưng mà lại mê muốn cho người ta biết. À, thầy, cái thầy không có nhận đó con, à, sư không có nhận đó con, người tu mà sư bây giờ cái sư đầu hạ là sư đã nguyện rồi, nguyện không có nói, không có tiếp xúc nữa, không có nhận tiền, sư bây giờ là không có nhận thực phẩm buổi chiều con, mình không có dùng nhận chi là cái đó là tội con, cái đó là phạm luật, cái đó không anh nên, tuyệt đối không anh nên, bởi vì mình nói mình chi cầu thoát sanh tử sợ hãi trầm luân thì cái gì cũng bỏ được, xá gì một tí nể phục của cư sĩ, nó thẳng luôn như vậy nha, xá gì họ nể mình được cái gì, nó hứng nó khen bữa mà ngày mai nó chán nó qua cái ông khác là nó coi mình như rác nha. Cái chuyện ghê mà cũng không hiểu, Phật tử họ lạ lắm, Phật tử nói riêng và cái lòng người nói chung nó lạ lắm. À, bữa nay mình mê cái thằng cơ bắp, ngày mai mình mê cái thằng nghệ sĩ, ngày mốt mình mê cái thằng tước quyền, bữa kia mình mê cái thằng sang trọng, tùy à. Cho nên cái lòng người mình, cho nên mình không có lường được, mà tại sao phải mong cho người khác biết mình chi nha. Thì như vậy ở đây mình có bốn cái thiểu dục. Một là thiểu dục trong vật chất là dễ hiểu, nhưng ba cái sau rất là khó, là thiểu dục trong sở chứng, trong sở học và trong sở hành. Có nghĩa là mình có được cái gì thì hãy nhớ rằng cái đó chỉ là thuốc chữa bệnh thôi, mà mình đang bị bệnh mà,
Thì từ cái chuyện đắc chứng cho đến học hành hay là thọ trì một cái hạnh đầu đà hay cái hạnh gì đó, nó chỉ là uống thuốc chữa bệnh thôi, không có gì để khoe hết, không có gì để mà lấy làm tâm đắc. Rồi tiếp theo đó là cái giáo pháp này, thứ nhất là giáo pháp này chỉ dành cho người thiểu dục chứ không phải dành cho người đa dục. Thứ hai là cái giáo pháp này dành cho người tri túc. Dành cho người tri túc, dành cho cái người tri túc chứ không phải là cho cái người không có tri túc. Tri túc ở đây là bà học nói rồi, nó gồm cái hai tiếng Pali là mở ghi dùm Santuti hay là San Santosa. Santosa có nghĩa là cái hai là đồng nghĩa, có nghĩa là tự vui với thứ có được, không cần tìm thêm. Xong tút thì nó từ cái căn tus, tus có nghĩa là vui, tus là vui. Xong tô sáng nó cũng từ căn tus, thí dụ như chữ tú sĩ tá là đấu sức, tú sĩ tá, tú sĩ tá là đấu sức, đấu sức là tiếng âm nha, đấu sức thiên, đấu sức thiên là cõi mà chư thiên luôn vui vẻ khi mà nghĩ đến công đức quá khứ của mình ở cõi này. Thường là cái trụ xứ của chư Bồ Tát. Bồ Tát đây thí dụ như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, A Nan, Ca Diếp, thí dụ như vậy. Riêng ngài Ca Diếp á, thì đặc biệt là ngài từ trên cõi Phạm Thiên xuống, đó là đọc đặc biệt nha. Chứ còn hầu hết á, những cái vị mà chờ để mà xuống mà thành đạo đó là đều là đủ sức xuống. Cái cõi đó là cái cõi của dân mà dân nhà giàu và tiền nhiều, tối tối là đem sổ tiết kiệm, đem nguyên rổ hột xoàn ra ngồi đếm, đó là phải đủ sức, tức là họ giàu đến mức mà tối tối đem nguyên một rổ hột xoàn ra họ đếm. Thì ở trên đó đó là toàn là dân phước báo không à, nên là cứ họ nghĩ đến cái công đức của họ là họ đã sung sướng suốt mùa thu nha. Tôi nãy tôi ví dụ thôi chứ mai mốt mà nghe rồi đi đi kể lại nó sư nguyên nói cái cõi là ăn rồi ngồi đếm một xoàn thì không có phải. Các vị có hiểu không ta, có hiểu cái chữ ăn rồi ngồi đếm một xoàn không? Alo, các vị có hiểu chữ này không? Cái túc xích tá là kiểu chỗ cõi vui vẻ. Thế mà mốt mà kể lại mà kiểu bê bê nó mà chết tôi. Cái kiểu tôi nói cái cõi này tại sao nó gọi là cõi sướng, là bởi vì nó ăn rồi ngồi đếm một xoàn, có nghĩa là nhớ là cái công đức của mình là họ đã phê rồi, khỏi ăn uống gì hết nha. Cho nên chữ tus có nghĩa là vui. Đó, cái đó. Trời ơi, đây có người vui nữa, đếm một xoàn nó có được vui. Như vậy cái nhân vật này cao hơn tôi, chứ tôi có khoảng chừng hai hộp, hộp chừng ba ba ly là đã thấy vui rồi. Okay. Rồi thứ hai là phải giải thích ba cái tri túc chứ. Thứ nhất là giáp hà pa lát, cái này giảng rồi. Giáp hà pa lát, giáp hà pa lát, giáp hà pa lát xanh xanh tù xa có nghĩa là, có nghĩa là gì ta, là vững, cái chữ sao tôi ra là vừa lòng thọ dụng, tức là nhận và xài đó, thọ dụng theo nha, phước báo mình có, theo phước báo mình có nha, tức là cái phước mình tới đâu ta cho tới đâu thì mình vui tới đó thôi. Và chưa hết, cái chữ xin lỗi, cái tá lá này nó nghĩa là sức mạnh chứ quên, nó tôi lộn chứ. Cái thứ nhất là giáp tha, giáp tha lắp thác có nghĩa là người ta cho mình được cái gì, mình nhận được cái gì á, thì
là mình cái định nghĩa này mới đúng nha. Vui lòng thọ dụng thì phước báo mình có, đó là cái giáp tha lấp tha xong tô sát. Còn cái giáp tha có lát có nghĩa là cái sức mình tiêu thụ, cái sức mình tiêu thụ tới đâu thì mình nhận tới đó thôi. Nhưng mà ông tôi có nói đó, ví dụ như mình chỉ cần hai cái là đủ rồi. Chứ mình không thể nào mà mình nhiều hơn được nữa, nhưng mà mình cũng thấy tiếc, mình ráng lấy thêm. Hoặc là cái đó nó lối với mình nó hơi lớn, nó hơi nặng, nó hơi cồng kềnh, nhưng mà mình tiếc quá, mình không có đành lòng mình bỏ thì cái đó không được. Còn cái giáp tha ba lá là tùy cái giáp tha ba lá là giáp tha ba lá là tùy cái khả năng tiêu thụ, thọ dụng theo cái khả năng tiêu thụ. Ghi giùm tôi nha, trốn trốn cái nhớ tôi không làm trúng rồi. Còn giáp tha ba lá là thọ dụng theo khả năng tiêu thụ, rồi cái số 3 đó là giáp tha, giáp tha sa rúp bát xâm tu sát, có nghĩa là thọ dụng tùy theo cái vị trí, vị thế, tùy theo cái vị thế, cái tư cách của mình nha. Thì bảo tôi nói rồi, thế nhưng mình tu sĩ có nhiều món mình không thể dùng được, bởi vì nó đời quá. Mình là một vị sư còn nhỏ còn trẻ chưa có tiếng tâm mà mình xài cái món đó thì hình như nó hơi hơi gây sốc, nó hơi gây sốc nha, nó hơi gây sốc. Nhớ nha, người xuất gia không có dùng cái đồ mà nó quá giống ngoài đời, nó quá sang quá xịn. Ngược lại cái vị mà tân thọ tỷ kheo hoặc là sa di, bọn mình còn nhỏ mà mình xài cái đồ thấy ghê quá. Thì nhà mình giàu hoặc là đệ tử mình cũng giàu, rồi cái cho trong phòng mình nó là tơ lụa gấm vóc trang hoàng trần thiết, mình nhìn thấy hoành tráng nguy nga thì cái đó là mới nên. Mình phải tùy cái vị thế tư cách của mình mà mình sử dụng cho nó thích hợp, thì trường hợp đó gọi là giáp tha sa rê pa sanh tu sát. Tôi chú giải nói như vậy đó nha. Thì cái giáo pháp Đức Phật đó là thích hợp cho những cái người mà biết, những người nào mà hợp với người nào có ba cái này nè, cái giáo pháp nào mà dẫn đến ba cái này nè, thì cái đó mới gọi là một trong những cái tiêu chí của Phật pháp nha. Rồi tiếp theo đó là cái pháp này dành cho người an tịnh độc cư, chứ không có dành cho cái người ồn ào náo nhiệt. An tịnh độc cư ở đây nó gồm có hai, nó gồm có hai, còn có ba chứ. An tịnh độc cư, một là thân thân độc cư, thân độc cư, thân độc cư là lìa xa đám đông, đó là thân độc cư. Về xa đám đông nó gọi là thân độc cư. Tu tập thiền định ấy, là tâm độc cư, là tâm độc cư, tâm độc cư là tâm thiền định, là tu tập thiền định là, nhớ nha, độc cư là vậy đó. Rồi cái thứ ba đó gọi là chứng thánh đó. Chứng thánh đó thì gọi là, chứng thánh thì gọi là chữ này khó dịch rồi nha, gọi là sở y độc cư đi, rồi lát tôi giải thích là độc cư nha. Ba cái độc cư thì gồm có ba, một là thân độc cư, tâm độc cư và sở y độc cư. Thì sở y độc cư là chứng thánh đó. Độc cư là sao? Độc cư là ekipa quá, rồi giải thích ekipa quá. Có nghĩa là sống một mình nha, gọi là độc cư. Eki cá là một, pha quá là trạng thái, eki pha quá là cái trạng thái mà lẻ loi cô quạnh cô đơn cô lẻ nha. Rồi như vậy thì cái an tịnh độc cư này nó gồm có ba, một là thân độc cư, tâm độc cư và sở y độc cư. Thân độc cư có nghĩa là cái kiểu sống của mình, cái nếp sinh hoạt của mình ai nhìn vào cũng thấy rõ ràng, là cha này nó chơi một mình nè, solo nha, cái đó gọi là thân độc cư, ai nhìn cũng thấy. Nhưng mà hai cái thứ ba, hai thứ ba là tao không thấy được. Tâm độc cư có nghĩa là
Xưa giờ mình không biết đạo, không hành đạo, không học đạo, tâm cứ đi lăng xăng hướng tới trần này cảnh nọ, người này người kia, tâm lúc nào cũng không có chịu một mình nha, lúc nào cũng kiếm cái này cái kia sáp vô. Còn bây giờ là mình trở về với mình, chỉ tự mình biết riêng mình và ta biết riêng ta. Đó, tập trung vào ở trong đời sống thiền định thì gọi là cái tâm đó mà tâm độc cư. Còn như ngày hôm qua tôi nói đó, tôi nghĩa là thân viễn ly mà tâm không viễn ly đó, có nghĩa là ở một mình mà cái lòng thì nghĩ cái này nghĩ cái kia, chưa kể thời buổi này mang tiếng ở một mình mà cứ lên Facebook rồi email rồi message rồi alo, mà cái bị tưởng tượng cứ alo message Facebook, cái bị tưởng tượng đi là độc cư, là độc cái nỗi gì nha. Cho nên tuy ở một mình nhưng mà cái tâm nó không có một mình, cái đó gọi là không có độc cư. Còn tâm độc cư đây có nghĩa là lúc ở một mình là chỉ có thiền thôi. Rồi cái số 3 là sở y độc cư, từ cái tiếng Pali gọi là upatthi. Upatthi, upatthi là gì ta? Có nghĩa là cái thân sanh tử gọi là upatthi. Cái thân sanh tử này là tấm thân này nè, gồm danh gồm sắc, cái này này gọi chung là sanh sanh tử gọi là upatthi. Mà tại sao chứng thánh mà gọi là sở y độc cư, là vì sao? Là bởi vì hễ còn là phàm á thì chúng ta còn tới cõi này tới cõi kia, mà đâu có cõi nào mình ở mình quý vị, không có nha, không có nha, không có cõi nào sống mình hết. Làm heo thì cũng phải chung chuồng chung bầy với biết bao nhiêu con heo khác, rồi làm chó thì nó không có bầy việc, mà chó rừng thì có nhưng chó nhà ít ra nó cũng còn có chung với chủ, nó còn con đực kiếm con cái cũng con đực, rồi cá rồi muỗi rồi ruồi, coi như là nó sống quần thể nha. Cho nên hễ còn mang thân sanh tử là chúng ta còn chung chạ, còn gọi là tìm người để mà sáp vô kết hợp hội nhập lập 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 la nha. Còn mang thân sinh tử là còn có cái khả năng là quần tụ kết hợp với kẻ này nhóm nọ nha. Còn đã là chứng thánh rồi thì cái khả năng đó là coi như không còn nữa. Cái khả năng mà đi cõi này cõi kia kiếm cái đám nào đó để mà sáp vô á thì cái đó không còn nữa, dù đó là tu đầu quần. Tu đầu quần mà chỉ còn cái khả năng đó chỉ còn trong vòng có 7 kiếp mà đã vậy, khi chứng tu đầu quần rồi, người đắc tu đầu quần họ không có khả năng chơi với người, họ không có khả năng quần tụ với người xấu nữa quý vị. Quý vị phải biết cái này nha, chứng thánh rồi là không có khả năng mà sáp vô người ta nữa. Đó là hữu học thì chỉ còn cái khả năng mà sáp vô cái giới người lành thôi. Còn mà cái bậc la hán thì không còn muốn sáp vô, bởi vì nó cổ đâu còn tái sanh, đâu còn có chỗ sáp vô nữa. Còn hữu học thì còn, ví dụ như vị đó còn sanh về cõi phạm thiên sáp với mấy ông phạm thiên, sanh về cõi dục thiên này còn sáp với mấy ông dục thiên, sanh trở lại cõi người thì cũng sáp vô một trong những cái gia đình mà mới cỡ cái tầm nào họ mới vô, chứ không phải thứ mà tào lao bi đao rồi vô nha. Cho nên dầu gì tôi là quần cũng còn có chút ít cơ hội để sáp vô chỗ này chỗ kia, nhưng mà sáp vô chỗ rất là đàng hoàng, danh gia vọng tộc không à nha. Còn còn cỡ như mình phiền não còn nguyên nha, thì coi như cái chỗ mà mình có thể sáp vô đó thì gọi là vô số kể. Cho nên trường hợp đó được gọi là trường hợp như các vị thánh được gọi là sở y độc cư, là vậy, có nghĩa là các ngài không còn cái khả năng sáp vô bầy đoàn đám nhóm nào tào lao nữa nha. Nhớ cái đó rồi. Cái giáo pháp này là thêm nữa, cái chữ quần tụ ở đây là sao ta, giáo pháp này là thích hợp với người viễn ly chứ không thích người quần tụ, là nãy giờ đã giết tôi thích rồi. Quần tụ với người, quần tụ với cá nhân, quần tụ với đoàn thể và quần tụ với phiền não, quần tụ với các cảnh giới tái sinh, thì tất cả những trường hợp đó đều được gọi chung là sanghanika. Sanghanika, sanghanika là cái sự quần tụ, tức là sáp vô đám đông. Sáp vào đám đông, hay hay là gắn kết với ai đó cũng gọi là sanghanika nha. Sanghanika bị cái từ nó từ cái chữ gì ta, là sát có nghĩa là với, sao là với, mà gana là group, gana là nhóm. Nhóm nhóm đám nha.
Xá là với, mà Gana là nhóm đám, mà Sanganika có nghĩa là sự quần tụ sáp vào đám đông hay là gắn gắn kết với ai đó nha. Mà cái giáo pháp của Đức Phật thì không, phải là phải rời tách rời, bởi vì xưa giờ nó khổ là bởi vì nó hay sáp lắm, bây giờ nó phải bớt sáp nó mới bớt khổ, không sáp thì không khổ nha. Ok, rồi tiếp theo là cái giáo pháp này là cái giáo pháp mà chỉ dành cho cái người tinh tấn, không phải dành cho người giải đại. Hôm qua chúng ta đã học về 8 cái lý do để lười biếng và 8 lý do để tinh tấn, là con còn nhớ không? Suốt cuộc đời này của chúng ta, nó giàu ở ngoài đời hay trong đạo, chúng ta có rất nhiều cái lý do để lười biếng, nhưng mà còn cái lý do để tinh tấn thì mình phải nói thiệt, mình phải can đảm nói thẳng với nhau rằng là mình, cái lý do để tinh tấn nó không có nhiều lắm. Mình á, tôi đang nói mình á, chúng mình á nha, chúng mình á, trộn trộn, mặc dù á là 8 lý do để tinh tấn nó cũng nhiều như là lý do để mà lười biếng, nhưng mà với người lười biếng á thì họ không có lý do để tinh tấn. Biết nói trong rừng có nghe kịp không? Nó có đó, nhưng mà nó có trên đâu chứ ở mình là không có nha. Mình có nhiều lý do để lười biếng hơn là lý do để tinh tấn. Ví dụ như là mình sắp đi xa, mình vừa trở về, mình sắp sắp làm việc nặng, mình vừa làm xong việc nặng, rồi mình bị bệnh, rồi mình lắp 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 la. Nói chung là chúng ta có rất nhiều cái lý do để chúng ta lười biếng. Trong khi nó nói theo Phật pháp thì chỉ có 4 lý do là để chúng ta tinh tấn. Chỉ nhớ tới 4 cái này là đủ rung rồi. Thứ nhất, không biết mình chết lúc nào. Thứ hai là không biết là mình có thể đắc chứng lúc nào. Thứ ba, cơ hội mà gặp được chánh pháp là cực kỳ khó khăn. À, nên thứ nhất là mình phải nói là thứ nhất là mình không biết mình chết lúc nào, thứ hai nữa là mình không biết là mình có thể đắc chứng được lúc nào, thứ ba là cơ hội mà gặp Phật pháp đó rất là quan, thứ tư nữa là sao ta, cái điều kiện mà để mình đắc chứng không phải lúc nào cũng có, rất là khó. Các vị tưởng tượng, các vị tưởng tượng các vị trong một cái lu đường kính là 1 mét, mà cái vị bỏ cho nó đầy những cái trái chanh, mà các vị đánh dấu 4 trái mà quý vị nhắm mắt mà thò tay vô mà hốt được 4 trái đó, là nó, cái xác suất nó rất thấp nha. Nguyên một cái lu mà đường kính 1 mét mà mình bỏ đầy chanh trong đó ha, bỏ thì 1.000 trái chanh trong đó, mà trong đó có 4 trái mình đánh dấu, bây giờ mình thò tay mình mò, mình nhắm mắt nha, nhắm mắt mà mò mà đụng 4 trái đó đem lên, nó là chuyện rất là khó. Ở đây cũng vậy, coi như nó là mình phải, mà thứ nhất mình không biết mình sống được bao lâu, thứ hai nữa nó là mình không biết cái cơ hội đắc chứng lúc nào, và cái thứ ba nữa nó là cơ hội gặp chánh pháp rất là khó, và thứ tư là điều kiện đắc chứng không phải dễ nha. Mình có 4 cái này nè, nghĩ đến 4 cái đó là thấy run rồi, bởi vì cái cơ hội làm người nó rất là hiếm hoi nha. Nghĩ đến mấy cái chuyện này thôi, được làm người có dễ đâu, được làm người khó, sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời, khó thay. Chỉ nhớ 4 cái khó đó thôi là tự nhiên nó đủ tinh tấn rồi nha, siêng rồi. Còn cái đạo nào mà hứa hẹn ra tu là tu đắc này, giải thoát hiện đời gì đó, tu mau kẻo trễ chim bay về núi tối rồi cũng lo tu tập, mình ngồi chi đây thời mạt pháp là tu gấp đến về hộ long hoa cái khỉ gì đó. Xin thưa mấy cái đó là mày nói cho nó nghe nó sang vậy thôi, chứ còn nói chưa đủ cho thằng tèo nó teo. Phải nói là cái chánh pháp này nhớ đến những cái điều khó đó là mình mới tinh tấn được. Được làm người có dễ đâu, được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe chánh pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời, khó thay. Đấy, cái chánh pháp này để dành cho người tinh tấn, chứ không dành cho người dạy là biết. Rồi tiếp theo là chánh pháp này dành cho cái người á, niệm mạnh, chứ không phải là dành cho cái người thất niệm. Đấy, có nghĩa là sao ta, cái thất niệm này có nghĩa là không có tu 4 niệm xứ nha. Bởi vì chúng tôi đã nói 1 tỷ lần ở trong room này, có nghĩa là không hề có hạnh phúc ở người thất niệm. Bởi một người không có chánh niệm mà họ có được một cái niềm vui nào thì đó là ảo giác. Bởi vì sao? Vì bản chất của thế giới này là khổ chứ không phải vui. Bản chất thế giới này là sanh diệt chứ không có vĩnh cửu. Khi mà ta có cái để ta vui, khi mà ta có cái để ta giận, có nghĩa là ta đang ngộ nhận về thế giới này. Tôi biết nhiều người trong room có thể cười thầm khi tôi nói có vẻ quá trớn, nhưng sự thật nó là như vậy. Thế giới này nó là đắng, bản chất là đắng, bởi vì nó là sanh diệt. Thế giới này nó sanh diệt nhanh đến mức mà chúng ta thật ra không kịp có cái chỗ để đặt cái bàn tay mà nắm mà cầm để mà ôm nha.
Đây là cái cốt lõi của tự quán. Tại sao mà một hành giả tự quán không thích không ghét cái gì á? Thì câu trả lời rất đơn giản là bởi vì mọi thứ luôn sanh diệt với một tốc độ nhanh nhất, nhanh hơn những cái tốc độ mà chúng ta biết đến trong thế giới vật chất hôm nay, như là tốc độ ánh sáng nha. Cho nên vì danh sắc thân tâm buồn vui nó sanh diệt quá nhanh, cho nên chúng ta không kịp có thời gian để nắm bắt ôm chầm lấy bất cứ một cái gì hết. Ấy vậy mà khi mà ta có được cái để ta ôm, có được cái để ta cầm, có cái để mà ta đẩy ra, có cái để mà ta kéo vào, có cái để ta thích và có cái để ta ghét, có nghĩa rằng là cái đó nó là không thật. Bởi vì nếu mà cái thật nó nhanh lắm mình cầm không có kịp, các bạn nhớ nha, nếu đúng là bản chất của thế giới chúng ta ôm không kịp, chúng ta cầm không kịp, chúng ta đẩy ra không kịp thì làm gì có cái ghét và có cái thích. Nhưng mà khi mà chúng ta có thích có ghét, có nghĩa là chúng ta nghĩ rằng có cái gì đó đáng để mình ôm, đáng để mình đẩy ra. Đấy. Mà khi mà chúng ta nghĩ rằng có cái đó, có nghĩa là cái đó là cái tào lao, cái đó là cái không có thật. Không biết trong room có nghe kịp không ta? Alo. Cho nên sống niệm là sao? Sống chánh niệm có nghĩa là luôn luôn ghi nhớ, ghi nhận, biết rằng mọi thứ đang sanh diệt. Cho nên chánh niệm định nghĩa như thế này nè, tôi mới vừa lòng mát dạ. Chánh niệm định nghĩa là ghi nhớ biết mình, tôi không chịu định nghĩa đó, tôi định định nghĩa của ngài Xá Lợi Phất. Chánh niệm là cái sự ghi nhận kịp thời cái tánh sanh diệt của mọi thứ trước mắt đó, phải như vậy đó. Và đối với hành giả tu tín niệm xứ đó, thì nên ghi nhận tâm tham vừa diệt nó hay hơn là tâm tham đang có mặt nha, cái này phải ghi nữa. Hành giả tín niệm xứ nên ghi nhận là tâm thiện vừa diệt, tâm tham vừa diệt, tâm sân vừa diệt, hoài nghi vừa diệt, ngã mạn vừa diệt, bởi vì khi ta thấy nó thì nó đã không còn nữa nha. Tôi biết hôm nay mà tôi nói cái này á, là thế nào là mọi người bốc alo gọi thầy gọi bà sư phụ sư tổ rồi tùm lum tham khảo tham vấn ném đá nha, mà dù là ném đá vô tay thì cũng cứ ném đấy. Đó là lời của tôi chịu trách nhiệm nha. Chánh niệm là ghi nhận kịp thời cái tánh sanh diệt của mọi thứ trước mặt. Chứ còn nếu nữa nó chánh niệm là biết cảnh hiện tại thì xin thưa các bố, có cái hiện tại nào mà mình ghi nhận kịp không? Khi mình biết đây là tâm tham á, thì nó đã mất tiêu rồi, là bởi vì cái tâm mà ghi nhận tâm tham á, nó là tâm thiện chứ nó là tâm tham. Khi mà nó có cái tâm mà lòi ra để quý vị biết tâm tham á, thì cái tâm tham nó mất tiêu rồi. Đây nó khổ như vậy bởi vì nó sanh diệt quá nhanh, thì cho nên nó xen kẽ với nhau nha, nó xen kẽ với nhau, nó xen kẽ. Và chính vì cái tâm tha, cái tâm mà mình vừa ghi nhận nó là tham á, thì tham cái tham mà mình thấy được là nó mất rồi. Nó mất thì lúc đó là cái tâm thiện nó có mặt. Nhưng mà ngay tiếp theo đuôi cái tâm thiện này đó là nó có một loạt tâm tham khác nó nhào vô, mình bèn niệm tiếp tâm tham, lúc mình niệm thì tâm tham nó lại mất, mất lại và tiếp tục cứ thiện tham tham thiện tham thiện như vậy nó liên tục. Khi chánh niệm lâu ngày mà cộng với ba la mật nữa thì cái số lần tham nó xuất hiện ít đi, thay vì trước đây nó xuất hiện 1 tiếng nó xuất hiện 80 lần, bây giờ nó còn có 79 lần thôi, hoặc là 30 lần thôi, nhớ nha. Cho nên khi mà ta biết nó thì nó mất tiêu rồi đây, nhớ nha. Cho nên chánh pháp là dành cho người có niệm là như vậy, bởi vì chỉ có cái ông mà có chánh niệm á, ông mới nhận ra những sự thật sau đây. Một, chỉ có ông có chánh niệm ông mới kịp nhận ra cái lời Phật dạy rằng mọi thứ vô thường. Mặc dù cái biết đó là trí, nhưng mà không có niệm thì trí nó dựa vào đâu nó biết? Đây phải có thằng niệm nó nằm ở đó. Cho nên điều thứ nhất có niệm thì mới là thấm được cái lời Phật, thì ra vô thường nó nằm đây. Mà cái gì vô thường? Văn giá đa nít chăng tăng đúc căn, cái gì là vô thường thì cái là khổ, mà cái gì là khổ thì cái là vô ngã nha. Mà để ghi nhận cái sanh diệt mà liên tục này chỉ có cái ông chánh niệm thôi, chứ không có ông nào vô trong đó làm được chuyện này hết á, nha. Ổng là cái người chụp hình lại cho cái ông trí tuệ, ông ghi nhận, ông biết, ông xác định nha. Đây cái này là vô thường, cái này là danh, cái này là sắc nha. Và chỉ có chánh niệm á thì nó mới cho mình thấy được lời Phật, chỉ có chánh niệm á mới giúp cho mình là hiểu rõ cái mình thích và cái mình ghét nó là cái gì. Và cái thứ ba, chỉ có cái niệm á nó cho mình lìa thích ghét á, thì nhờ vậy mình mới có được cái niềm an lạc của cái người không thích ghét. Cái này phải ghi,
cái chánh niệm thứ nhất là nó giúp mình xác tín lời Phật, thứ hai chính cái niệm á nó giúp cho mình là thấy được cái bản chất của hạnh phúc và đau khổ, và cái thứ ba nó chính cái niệm ấy là cho quý vị một cái thứ hạnh phúc mà xưa giờ các vị không bao giờ tưởng tượng là nó có, đó chính là cái thứ hạnh phúc của người không có gì để thích và không có gì để ghét nha. Ngày nào mình không biết đạo mình cứ tưởng là phải có cái gì mình thích mới hạnh phúc, né được cái mình ghét mới là hạnh phúc. Tôi nhắc lại, không biết đạo là ai cũng nghĩ như vậy hết, có được cái mình thích, né được cái mình ghét, đó là hạnh phúc. Nhưng mà tới lúc mà hiểu đạo hành đạo rồi thì mình thấy không phải như vậy, là vì sao? Có được cái mình thích không phải là hạnh phúc, là vì sao? Vì bằng cách nào mình có được nó, có được nó rồi mình phải làm sao để đừng mất nó, và khi mất nó rồi mình có khổ hay không, đó là nghĩ nhiều là đủ rung rồi, đó là đối với cái mình thích nha. Còn đối với cái mình ghét thì khỏi nói rồi, mình ghét nó mình tránh được nó hay không và tránh được bao lâu nha, tránh được hay không là đã khổ rồi, mà tránh được bao lâu, bây giờ tránh không được là khổ, mà nếu mà tránh được thì xin hỏi tránh được bao lâu, còn thân sanh tử phiền não trùng trùng mà tránh được bao lâu nha. Cho nên khi mà với niệm hành giả thấy mọi thứ nó tiếp nối nhau, nó sanh diệt thì sao ta, hành giả không còn thiết tha đi tìm cái cầm nắm và cũng không có xác định cái để xô đẩy. Khi mà một người sống không bằng ý niệm pull hay là push, đẩy hay là kéo nữa đó, thì họ được có cái an lạc. Cái an lạc này nó bền nè, cái an lạc này nó bền. Còn cái an lạc mà do có được cái mình thích, cái an lạc mà do đẩy được cái mình ghét, cái an lạc nó không có bền. Tại vì sao? Vì đối với cái mình thích, tôi đã nói rồi, mình không chán nó cũng bỏ mình. Cái nào cũng khổ đó. Chán nó mà bỏ không được cũng khổ, mà nó bỏ mình trước khi mình chán nó cũng khổ. Đó là cái mình thích. Còn đối với cái mình ghét, mình có tránh được hay không và tránh được bao lâu? Thôi thì con lạy với bố, không có thích không có ghét, thấy nó thôi nha. Ok, chánh pháp này dành cho người có niệm chứ không phải dành cho người thất niệm. Tiếp theo, cái pháp này dành cho người có định tâm chứ không phải dành cho người không có định. Là vì sao? Cái này giải thích sơ sơ thôi. Giới năng sinh định, định năng sinh tuệ nha. Không có định thì làm gì có tuệ, mà không có tuệ thì làm gì có giải thoát nha. Không có định ở đây có thể chúng ta có thể không có đặt thiền, ok, nhưng mà chúng ta cũng phải có cận định hay là phải có sát na định chứ. Chứ còn nếu mà các vị nói với tôi, các vị nói các vị là người học Phật, tin Phật và tu Phật mà các vị không cần đến định thì tôi không biết các vị tụi vị có loại nào hay lạ, bởi vì không có định các vị không có làm gì được hết. Các vị làm sao không mà có thể vào trong room này nghe giảng mà không cần định được, quý vị chỉ không có, chỉ ngồi nghe giảng thôi nha. Rồi xa hơn một chút, cái hành trình mà quan trọng bậc nhất, tối yếu cốt tử quan trọng hàng đầu của người tu chính là tu tập tuệ quán. Mà tu tập tuệ quán mà nói là không cần cái định thì tôi không biết là cái tuệ đâu ra được nha. Cho nên cái giáo pháp này dành cho người có định này vậy. Cái định mà nếu mà là hỗ trợ được cho tuệ quán, giúp ta chứng ngộ thì quá tuyệt. Còn tối thiểu cái định mà nó giúp cho ta thành tựu các cái tầng thiền, chết sanh về cõi phạm thiên, rồi mai khi gặp Phật ra đời mình xuống nghe pháp cũng sướng hơn mấy ông dục thiên rất là nhiều nha. Bởi vì mình có cái cốt ly dục ly sân rồi nha. Đó, nên cái pháp này dành cho người có định chứ không phải dành cho người không định. Cái pháp như này dành cho người có tuệ chứ không phải dành cho người ác tuệ. Có nghĩa là sao ta? Ở trong đây các ngài á, mình giải thích thế này, tuệ ở đây có nghĩa là cái trí trí nhân quả nha. Tuệ trong chỗ này nè nha, ám chỉ trí tuệ trong trong nghiệp lý, nhớ nha. Rồi gọi là tiếng Pali kêu là Kammasakata Paññā, có nghĩa là cái trí biết rằng, cái trí biết rằng mỗi người trong đời này tự có cái nghiệp riêng. Cái trí này rất là quan trọng. Nó quan trọng ở chỗ nào? Quan trọng ở chỗ nào? Nó có ba cái ý nghĩa. Tại sao cái trí nó quan trọng? Quan trọng thứ nhất, khi mà ta nhớ rằng mỗi người trong đời này nè mà tự có cái nghiệp riêng, cuộc đời của mỗi người là do chính mình quyết định lấy, không có phải do một cái đấng, một cái bậc nào mà coi như quyết định hết,
thì mình sẽ sống cẩn trọng hơn, sống có trách nhiệm với mình hơn, nói có trách nhiệm, suy tư có trách nhiệm và hành động có trách nhiệm nha. Cho nên thứ nhất là khi mà mình biết rằng mỗi người tự có nghiệp riêng, không ai có thể can thiệp quyết định cuộc đời của mình hơn là mình, thì như vậy mình sẽ có một đời sống tốt hơn. Cái thứ hai, khi mà mình luôn luôn ghi nhớ rằng mỗi người có nghiệp riêng ấy, thì đối với cái người mình ghét á, mình chỉ nghĩ rằng mình không cần ra tay với họ, nghiệp ác của mỗi người đã đủ để cho người ta khổ rồi nha. Cái nghiệp ác của họ đủ xử họ rồi, mình không cần phải ra tay nha. Còn cái hạng cái lễ thứ ba là đối với người mình thương, thay vì mình tiếp tục mình nặng lòng, mình khổ tâm phải lo lắng cho họ, lo mà lo trong tầm tay thì không nói gì. Còn có trường hợp mà bó tay, có khi bó sát bó chiếu mà mình vẫn lo, chưa có lo được, thì trong trường hợp đó mình cứ nghĩ rằng mình có thương người ta cỡ nào đi nữa thì cũng không bằng cái thiện nghiệp quá khứ của người ta. Nếu mà người ta có thiện nghiệp thì cái chỗ này, trường hợp này, hoàn cảnh này là dứt khoát nó sẽ giúp người ta nha. Cho nên đó là ba cái lợi ích của cái trí này. Cái trí mà gọi là trí thấy mỗi người tự có nghiệp riêng, một là đối với bản thân mình sẽ sống trách nhiệm hơn, thứ hai nữa là đối với người mình ghét á, thì mình cũng không cần phải tiếp tục hờn giận nung nấu căm thù, bởi vì mình cứ nghĩ là họ có cái ác nghiệp của họ. Còn đối với cái kẻ mình thương yêu thì mình hãy nghĩ rằng họ đã có cái thiện nghiệp của họ, các vị nhớ nha. Đây là ba cái rất là cần. Rồi cái thứ tư là cái gì ta? Cái giáo pháp này là dành cho cái người, dành cho cái người gọi là lìa xa hí luận, chứ không phải dành cho những người hí luận. Hí luận ở đây đây là một chữ dịch rất là tạm, tạm như cái chữ pháp panh chát, chứ cái chữ mà nếp pháp panh chát đây đó, cái chữ cái nó có nghĩa là mắt miếu mà thôi. Bây giờ người ta sửa sửa chữ lý luận này trong bản in sai, hí 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 luận nha, hí luận, hí luận có nghĩa là còn bận tâm cái chuyện rùi bu, còn mắc miếu với những chuyện rùi bu gọi là pháp panh chát. Thì ở đây cái hí luận ở đây ám chỉ cho ba cái phiền não. Có phiền não gì ta? Ái mạn kiến nha, ái mạn kiến. Hễ còn ba cái này á, là người ta còn rong chơi, người ta còn thích rong chơi, thích trò chuyện, thích quần tụ. Chính vì ba cái này á, nó dẫn đến rong chơi, hí luận, rong chơi, bàn cãi và quần tụ, cho nên nó được gọi là hí luận nha. Nhớ định nghĩa đó nha. Vì còn ba pháp này, người ta sẽ còn thích rong 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 chơi, rồi bàn cãi, rồi là quần tụ. Rong chơi là sao? Còn muốn sáp vô cái chỗ này, đi tới chỗ kia, đi tới chỗ này, đi tới cảnh này cảnh nọ, rồi còn thích rong chơi. Thứ hai là còn thích đàm luận, thích bàn cãi, có nghĩa là chính trị, văn hóa, tôn giáo, triết học, rồi ngay cả Phật pháp. Phật pháp cũng có hai cách đàm luận nha, chứ không chỉ có một cách. Cái cách đàm luận của cái người mà muốn được trí phá nghi, muốn thêm trí mà phá nghi là muốn thêm những biết mà bỏ được cái hoài nghi, đó là kiểu một, cái kiểu đàm luận một. Còn kiểu đàm luận hai đó là đàm luận để mà một là thỏa mãn cái tò mò của mình, thứ hai là để xác minh cho người ta thấy mình là thằng giỏi, thằng ngon lành, thằng ok nha. Mà trường hợp này nó có rất là nhiều, rất là nhiều. Một là biết đạo mà lười học giáo lý, hai là biết ba mớ rồi đó thì sao, thích cho người khác biết là mình biết nha, mà trong khi mình quên một chuyện rất là quan trọng, mình sinh ra ở đâu, mình là người Việt Nam, mình là người Việt Nam, mà cái dân tộc tính của mình là cái gì, nghe phân nửa, hiểu một phần tư và kể lại gấp đôi, đó là cái dân tộc tính của người Việt Nam nha. Cho nên tại sao Phật không ra đời ở Việt Nam mà sinh ra Ấn Độ, là bởi vì ngài sinh ra Việt Nam là chết, bởi vì khi mà ngài giảng là bốn đế, nó nghe có một một nửa mà nó hiểu một phần tư mà nó kể lại gấp đôi thì nó còn đâu còn là đạo Phật nữa, là cái đạo gì ấy, nha. Cho nên ngày nào còn ba cái này nè thì mình mới là còn thích rong ruổi, thích bàn cãi và thích thích quần tụ. Thì ba cái này cộng lại nó được gọi là ba pháp hí luận ái mạn kiến. Cái này mới khó nè. Bây giờ tiếp theo là tới cái gì ta, tiếp theo là tới cái gì ta?
Tiếp theo iPod lưng giùm ta. Đây, 8 tháng 4. Tám tháng sứ ở đây tôi phải nói rõ cho bà con. Đây là cái đề tài thuần túy bàn về thiền Samatha. 8 tháng sứ, tháng sứ số 1 á. Là có người số 1 là phải ghi chứ nói rồi nó quên. Số 1 là hành giả nhìn vào thân mình chú ý đến một cái chi tiết bé nhỏ nào đó để niệm, để chú niệm đi, chứ để niệm thì mình yếu, để chú niệm. Thí dụ như như à, tập chú vào móng tay hay một sợi lông tóc thành thiền bằng cách là chú ý vào một cái chi tiết bé nhỏ nào đó, đó là một, 8 tháng sứ đó. Cái hai là chú ý đến một bộ phận cơ thể to rộng hơn như nhìn vào bắp chân hay mu bàn tay nha. Để chia tay. Để mà ví dụ như họ niệm đắc 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 nước 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 thì họ nhìn vào cái vật lớn như vậy là họ niệm, hoặc là họ nhìn vào đó để họ tìm cái màu, ví dụ như họ nhìn họ nhìn cái màu mà cái màu móng tay ấy, họ niệm nó là màu vàng hay là màu đỏ gì đó. Cho nên cái thứ nhất là họ nhìn vào cái thân này á, nhìn vào cái thân này để mà chú, một là chú ý đến một cái bộ phận nhỏ hoặc cái bộ phận lớn, đó là 2 cái tháng sứ đầu tiên. Rồi cái tiếp theo đó, cái số 3 là gì ta, là chú ý đến một vật ngoại thân bé nhỏ để làm đề mục. Như nhìn vào một chiếc lá, một cái chồi non, một giọt nước. Nhớ nha, số 4 là chú ý một vật ngoại thân to lớn như núi non, mặt trăng mặt trời, biển cả. 3 chấm. Nhớ nha. Rồi từ số 5, từ số gạch ngang nằm đâu, cái từ số 5 đến số 8 đó là hành giả chú ý đến ngoại vật
ngoài mình, ngoại vật tính thêm chứ ngoài mình đó, nhưng mà thôi nên, thôi để thêm chứ ngoài mình đó đi ha, đã ngoại vật ngoài mình đó, ngoài mình à, để chú niệm chú ý rồi để chú niệm à, một trong bốn màu à, bốn màu chữ u mất tiêu rồi, bốn màu căn bản ừ. À, căn bản là gì ta, là xanh vàng đỏ trắng đó, để làm chi, là để mà hành giả gọi là tập trung thiền tư tưởng để mà đắc thiền nha. Chỉ trong đây trong 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 cái này tôi đang đọc bao la lắm nè, tôi đọc bây giờ tôi trước mặt tôi là một núi chú giải nè, thì trong đây các ngài ghi thế này cái lớn, khi mà chú ý đến cái lớn nhỏ đó là hành giả, khi mà tu tập đề mục đắc, đề mục đắc thì hành giả chú ý đến khía cạnh lớn nhỏ này, tôi hỏi tôi mới giảng sao nha. Khi muốn hóa hiện thần thông á, thì chú niệm thì thường dùng đến ghi sao đây, ghi sao đây, chú ý đến những khía cạnh đẹp xấu thì dùng đề mục màu sắc. Rồi bây giờ dừng lại nghe tôi nói, bữa hổm tôi kính thưa với bà con rung rung đó là toàn bộ thế giới này cho đến bao giờ chúng ta chưa là thánh nhân, hoặc là tệ hơn thánh nhân một chút, có nghĩa là chưa là hành giả tứ niệm xứ, tệ hơn hành giả tứ niệm xứ một chút, có nghĩa là chưa là cái người có học A Tỳ Đàm nha, chưa có học A Tỳ Đàm, chưa có hành tứ niệm xứ. À, mà sở dĩ ở đây tôi xếp cái người hành giả tứ niệm xứ mà trên A Tỳ Đàm một bậc, ở đây là tôi đang nói là cái người có học A Tỳ Đàm mà có tu niệm xứ, thì tôi là hành giả này nè, tôi mới xếp trên cái người học A Tỳ Đàm nha, chứ đừng có nghe như vậy là tưởng rồi mà không học hành hết, tự nhiên qua Miến Điện ghi danh 3 tháng 4 tháng về nên thì cái đó tôi nói thiệt đó là tôi không dám coi thường mấy người hành thiền mà dốt giáo lý, cũng dám coi thường, nhưng mà kêu tôi nể thì cũng cũng tôi cũng khó nể lắm, là tại vì họ biết cái gì mà họ tu, vấn đề nó kẹt là biết cái gì, các vị muốn nấu ăn á, các vị cũng phải biết sơ sơ các cái nguyên liệu, các cái thành phần gia vị nha, tiêu đường ớt tỏi rồi cá mắm tàu hũ mì căn bún tàu hủ tiếu phở khô bla bla, các vị phải biết chứ có đâu mà các vị mù tịt mà các vị vào bếp các vị nấu cái gì, các vị phải biết sơ sơ nước tương nước khác, nước mắm được nấu từ cái gì, nước tương được nấu từ cái gì, chao rồi dầu rồi bơ rồi phô mai rồi xúc xích, nó được làm từ cái gì, các vị phải biết sơ sơ chứ, đó chỉ là một cái người đứng đứng bếp thôi nha, nấu cho thằng chồng với ba đứa con ăn là cái đầu cũng phải có một chút kiến thức, có đâu mà cái vị đi vật lộn, cái vị đi đánh vật với cả cái khối danh sách là phức tạp nhiêu khê thiên hình vạn trạng, mà trong khi không có một tí ti kiến thức gì đó thì cũng khó quá nè. Cho nên ở đây cái đầu tiên hãy nói đến thiền định, hãy nói đến thần thông ấy, là chúng ta phải quay lại một cái sự thật, đó là chúng ta luôn luôn sống trong ảo. Nãy tôi có trừ ba cái hạng người đó rồi, thánh nhân, hành giả và người học A Tỳ Đàm, còn trừ ba cái hạng này ra là chúng ta hoàn toàn sống trong ảo hết. Ảo làm sao, có nghĩa là đôi giày này nó đẹp hơn đôi giày kia, đó là ảo nha.
cái đồng hồ này nó quý hơn cái đồng hồ kia, cái viên đá này là nó đặc biệt cái viên đá kia, cái khái niệm đặc biệt hay là độc đáo cái đó là ảo nha, bởi vì vốn dĩ chỉ là đất nước lửa gió thôi nha. Cho nên khi mà mình còn đam mê trong năm dục á, là chúng ta sống thuần túy bằng dục tưởng nha. Cái áo này dài, cái quần kia ngắn, cái áo này rộng, cái quần kia chặt, lặp 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 la, đó là gọi là dục tưởng nha. Tiếp theo là có những người trình độ cao hơn, nhàm chán năm dục rồi tập chú thiền định, chỉ gom tâm ghi nhận kinh niệm hoài một cái đề mục nào đó, đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng tử thi thể trược hơi thở lặp la đó, họ tập trung tư tưởng trong cái đó để chi, để cho cái tâm nó gom từ 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 từ, giống như là mà cái kiến lớp thôi, là kiến hội tụ magnifier, có nghĩa là cái sức nóng của mặt trời nó lan tỏa ra, nó giảm ấm là cùng, hoặc là nóng nữa là cho mình rát rát là cùng, nhưng mà dưới cái kiến lớp á, thì cái sức nóng nó gom lại vào một điểm, nó mới có thể tạo ra lửa. Điều đó như thế nào thì một người không có định ấy ha, không có định ấy thì cái tâm lực nó bị khuếch tán, mà nó bị chia nhỏ ra, nó bị chia nhỏ ra, mình không làm ăn được gì hết đó, nha. Nhưng mà khi mình tập trung tư tưởng, giống như mình dùng cái kính hội tụ, mình gom cái sức nóng mặt trời lại, thì khi mình định là mình gom cái sức mạnh của tâm lại, giống như đập thủy điện vậy đó nha. Khi mà ta chặn nước thì chỉ cần cho nó thoát cái chỗ họ muốn thôi, nó tác động lên cái tu pin nó tạo ra điện. Ở đây cũng vậy nha, ở đây khi mà hành giả tập trung vào một cái đề mục thì cái khả năng tập trung nó khiến cho cái tâm hành giả trở nên mạnh hơn. Mạnh hơn để làm gì? Với cái mạnh đó, nó trước mắt khi mà nó tập trung như vậy thì não vắng mặt rồi. Thứ hai, trên cái điều kiện tập trung này, nếu mà hành giả không có tu vipassana nha, vipassana mà chỉ đơn giản là để mà tu có đắc thiền này thiền kia, có thần thông nọ, chết sanh về có phẩm thiên đó, thì khi tập trung như vậy đó thì mình mới có đắc thiền được, đắc sơ nhị tâm tứ thiền. Chứ còn nếu mà nó lăng xăng, nó tùm lum, nó khuếch tán ra là nó đắc. Còn nếu mà mình tu samatha, tu định đó, để mà làm nền cho tu quán thì sao? Với cái khả năng mà định tâm nó mạnh đó, thì cái niệm nó mình mạnh nha. Ở đây tôi nói luôn, nhiều người không biết, cứ tưởng là giới năng sinh định, cái định năng sinh tuệ, bắt chước nó như vẹt sáo nhồng cưỡng mà không biết khỉ bóc gì hết. Định làm sao mà tuệ được, mà phải nói là định mạnh á thì nó giúp cho tuệ mạnh, giúp cho trí mạnh. Thì cái anh mà tu 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 quán, tu vipassana, nó xài có niệm với tuệ, còn cái định ở đây là cái nhiệm vụ anh nó yếu hơn cái niệm và tuệ. Nhưng mà cha nhiệm vụ thì yếu nhưng cái trò nó rất là lớn, bởi vì định càng mạnh ấy, cái người mà từ từng tu định, định mà nhiều á thì cái niệm của họ xuất sắc lắm, xuất sắc hơn cái người không có tu tu định nha. Cái đó tôi phải nói rõ, cái người mà có khả năng tập trung tốt ấy, thì cái khả năng chánh niệm họ mạnh hơn cái người không có khả năng tập trung. Mà người mà chánh niệm mạnh ấy, thì cái trí tuệ của họ nó mới có cơ hội nó làm việc hết năng suất, hết ga nha. Còn mà niệm định yếu là tuệ yếu theo, mà tuệ yếu là định yếu là niệm yếu, mà niệm yếu là tuệ yếu theo, nhớ nhớ nha. Thì trong trường hợp đó đó thì hành giả mà khi mà gọi là tu tập là thiền định ly ly dục nhàm chán năm trần ấy, thì lúc đó hành giả nếu mà không phải là người tu quán thì hành giả vẫn tiếp tục sống trong ảo. Vì biết không, ảo là gì? Có nghĩa là ngày xưa đó mình đó là còn vòng vàng nhà đất ha, khen chê đấy, nên nhớ khen chê nó vẫn nằm trong cảnh dục nha quý vị. Bữa nay phải ghi cái này vô trong đây nha, có những cái quý vị không biết nó nằm trong cái cảnh dục với cảnh thiền, không biết nằm trong cảnh nào. Khen chê nha, danh dự hay là tai tiếng nó đều nằm trong cảnh dục hết á. Mặc dù cảnh dục mình kể ra mình thấy là sắc thinh khí vị xúc đúng, nhưng mà người không đam mê năm dục thì người đó coi cái vấn đề danh dự sĩ diện không là gì hết, nó kẹt như vậy đó. À, tôi nhắc lại, cái người mà không đam mê trong sắc thinh khí vị xúc thì người này coi ba cái vụ mà khen chê đó không có ra gì hết trơn á. Nó có cái mối quan hệ rất là chặt chẽ, cho nên nếu mà mình có trí một chút, có học giáo lý một chút thì mình sẽ thấy rằng cái kẻ còn thích khen thích chê là kẻ này dứt khoát lòng chưa ly dục. Bởi vì cái người mà không thích sắc thinh khí vị xúc nữa thì cái người này là chỉ còn nước là đắc thiền thôi. Mà thiền thì gì, là gì ta? Thiền nó kỵ cái gì? Nó kỵ sân, kỵ tham dục. Làm ơn ghi cái này giùm nha. Các vị còn nghe không? Alo, còn nghe không? Đây có một cái người Phúc Hải thì họ nói là họ nghe không rõ.
nghe em rõ thì tắt máy đi ngủ chứ bây giờ làm sao giúp được trời. À, cho nên là tôi nhắc lại nha, cái này tôi nói có bằng chứng chứ không phải là không người A thì đàm là không phải giống như toán, nó phải có bằng chứng nha. Cái mà được danh được được tiếng rồi mang tai mang tiếng đó, mà làm cho mình khổ là trên đời này chỉ có một người duy nhất là còn khổ với cái vụ đó thôi. Còn bận tâm đến danh dự sĩ diện có một người hạng duy nhất đó là hạng còn mê dục, còn mê sắc thinh khi bị xúc. Hễ còn mê tiếng tâm có nghĩa là còn khổ vì tiếng tai nha. Hễ còn thích tiếng tâm là còn khổ vì tiếng tai. Mà khổ đây là tâm, tâm sân. Mà ở đâu mà có tham dục thì ở đó mới có sân. Mà cái người mà hết dục, hết tham dục thì người này không có sân, dầu tạm thời hay là vĩnh viễn. Cái chuyện đó mình sẽ nói ở một chỗ khác. Nhưng mà ở đây phải nói là có tham dục mới có sân. Mà nếu anh không có thích trong năm dục á, thì anh không còn bất mãn nữa. Mà anh không còn bất mãn thì cái chuyện anh mang tiếng nó có đáng cái gì không? Giống như Đức Phật ngày bị người ta chửi đó, ngày có bị phiền không? Không. Bây giờ cả vô lượng vũ trụ mà coi như nó có đứng thẳng hàng hàng lớp lớp mà có nguyền rủa chửi bới phỉ báng thì một vị A-la-hán 7 tuổi còn không rung động, nói gì là vị vô thượng chánh đẳng chánh giác nha. Cho nên người ta không còn thích cái gì nữa thì làm sao mà người ta khổ tâm vì cái chuyện mà bị sỉ nhục, bị xúc phạm, bị phạm thượng, bị xem rẻ, bị coi thường nha. Cho nên ở đây đó là mình tiếp tục mình sống ảo. Cho nên đó là khi mà mình còn thích dục là còn sống ảo kiểu dục, khi mà mình chuyển qua thiền á, thì mình không còn ảo cái của dục nữa mà mình ảo kiểu mới. Kỳ này là mình ảo là sao, là mình còn thấy đất là đất, nước là nước, lửa là lửa, nước là nước, gió là gió. Đây mà cái đất nước lửa gió này không phải là chân đế nha, mà đất nước lửa gió này là chế định. Đất ở đây là cục đất, là hòn đất, là trái đất, là đống đất nha. Còn nước ở đây là giọt nước, là tô nước, là thao nước, là sông nước, là suối nước, là hồ nước, là biển nước nha, đối với họ. Còn lửa ở đây là ngọn lửa, đống lửa, là đám lửa. Gió ở đây là cơn gió, là làn gió. Đối với họ đó là gió và gió chế định. Cho nên họ vẫn tiếp tục chìm ở trong 4 cái đề mục này, rồi xanh vàng đỏ trắng, rồi còn phải chìm trong bốn cái tố chất và 4 cái màu sắc. À, xanh vàng đỏ trắng, hư không và ánh sáng. Hư không ở đây có nghĩa là kẽ hở giữa các vật chất, giữa các phân tử nha. Rồi kẽ hở giữa 2 cái miếng vách, kẽ hở giữa 2 cái cây cột, kẽ hở giữa 2 cái khe cửa, 2 cái song cửa. Cái chữ hư không ở đây nó có nghĩa là vậy đó nha. Chỉ có hư không vô biên nó mới lìa hẳn vật chất, chỉ còn cái hư không mà ở trong đề mục sắc giới thì nó là khe hở giữa của vật chất thì gọi là hư không, nhớ nha. Thì tám cái thắng xứ này là cái gì? Là hành giả chú ý đến một cái gì đó nhỏ nhỏ trên thân của mình để mà mình niệm bốn đại, gọi là niệm màu sắc ở trên đó. Thí dụ như ngài Lakunakapatiya, ngài là một vị thánh tại Đức Phật, do cái tiền nghiệp là ngài hay đem người già, người lớn tuổi, người bệnh hoạn, người tàn tật ra để ngài trêu đùa giỡn hết. Cho nên đời trời ngài sinh ra ngài có một cái thân tướng khó nhìn, một là quá cao, quá mập, quá ốm, quá lùn, quá thấp, quá gầy. Thì cái cuối cùng khi mà ngài gặp Đức Phật mình đó, thì ngài là người rất là thấp mà tròn 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 mập vậy đó. Thì nhìn thì nhiều người họ nhìn họ không có nên nín cười được. Đấy, mà bản thân ngài là một vị A-la-hán gọi là đệ nhất, gọi là diệu âm. À, ngài Lakunaka là đệ nhất diệu âm, có nghĩa là sao ta? Có nghĩa là chỉ trừ Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác, không có vị nào mà cái âm thanh mà nghe vào đó mà coi như là thiên hạ, nó là đang đi là phải đứng, mà đang đứng là phải đứng trồng đó. Giọng nói hay cực kỳ như chim ca lăng tần già, giọng nói như là Phạm Thiên vậy đó. Tức là khi mà mình đang nóng, đang nực nghe một cái mát liền, đang giận nghe một cái là từ tâm liền đó. Ngài là đệ nhất diệu âm Lakunaka. Thì cái lúc mà ngài vừa đắc đạo đó, ngài đi bát là ngài thấy có cái cô của nhìn ngài cũng cười. À, thì cổ tiếng Việt là cổ cứ nhìn ngài, cổ nhìn ngài cổ cười, thì ngài nhìn ngược lại cái hàm răng của cổ ngài đắc. Ngài nhìn cái hàm răng của bả là ngài đắc, là bởi vì sao? Là bởi vì mình thấy người ta cười mình tự ái. À, còn ngài thì không, ngài nhìn cái hàm răng là ngài tu một lúc, một lúc là một ghe thì một luôn,
ngài nhìn cái hàm răng đó là ngài niệm màu trắng, à ngài đắc thiền màu trắng, ngài nhìn cái hàm răng ngài nghĩ là cái bộ xương, ngài bèn đắc cái đề mục bộ xương, ngài nhìn cái hàm răng ngài nghĩ đến đắc là ngài đắc lên lời một đắc là một lèo như vậy đó, đó có nghĩa là cái là thắng xứ là vậy đó, tức người ta nhìn vào một cái là ảo, thật ra đó, đắc rồi hết ảo, nhưng trên đường tu là phải ảo nha, cái chỗ này phải ghi, cái này phải ghi xuống, đắc rồi không ảo nữa nhưng trên đường tu dứt khoát phải ảo. Vì sao? Vì qua sống thì phải lụy đò. Thưa quý vị, cái câu này ngoài đời nó nói theo cái nghĩa khác chứ không phải là em nói trai, nhưng mà trong trường hợp này tôi dùng cái chữ này với một cái nghĩa khác, qua sống thì phải lụy đò, có nghĩa rằng anh chưa là thánh thì anh làm cái giống giải gì anh cũng phải ảo, ảo mớ. Ví dụ nha, như họ giữ giới phải ảo hay còn gì nữa, nếu mà nó rốt ráo theo cái tinh thần của đệ nhất tất đàn, đệ nhất nghĩa đế. À, thì sao ta, thì làm gì có của anh của tôi mà có giới trộm cắp. Theo cái tinh thần của đệ nhất tất đàn, đệ nhất nghĩa đế, thì làm gì có nam có nữ mà có cái chuyện là phạm giới liên hệ tình dục. À, có nghĩa là không có, nếu mà nói về đệ nhất tất đàn, đệ nhất nghĩa đế, thì làm gì có nam nữ, làm gì có vàng bạc, làm gì có tài sản tư hữu của anh và của tôi. Vì vạn hữu vốn dĩ là vô ngã, thì làm gì có anh có tôi mà làm có của anh của tôi. Đấy. Nhưng mà người giữ giới thì phải ảo. Ảo là sao? À, ảo có nghĩa là mình còn mang cái tấm thân này thì còn là phiền não, còn chú là phàm phu, thì mình cũng phải ảo một chút. Bởi vì sao? Vì nếu mà mình còn cái tham cái sân mình mà mình kèm không được thì mình mới đi lấy đồ, cái món đồ không thuộc về của mình nha. Thật ra cái giới này đó là tu, tu giới đó là tu cái chân đế, nhưng mà cái hình thức giữ giới nó là chế định. Ví dụ như khi mà tôi cúi tôi không có lấy cái món đồ đó, đúng cái món đồ đó, món đồ chế định, nhưng mà cái tâm á, cái tâm mà không có tham của lên đó đó, cái tâm đó là tâm tâm thiện, nó là tâm tàm, tâm quý, tâm từ bi nha, tâm trí tuệ nha, tu mà tu cái đó. Chứ còn cái chuyện mà cái đó là sở hữu của ai thì cái đó mình tục đế. Như vậy thì ngay cả cái chuyện mình tu tập tam học cũng là ảo nha. Thì tám thắng xứ này là gì, là ảo. Tới thắng xứ thứ nhất là hành giả nhìn vào một cái chi tiết nho nhỏ nào đó trong thân của mình, rồi thì sao ta, rồi thì đắc thiền. Sức kỳ sao nó dùng lên đây. Rồi thứ hai là nhấn nhìn vào một cái bộ phận cơ thể to rộng hơn, như là bắp chân hay là cái mu bàn tay. Cái thứ ba là chú ý một cái vật ngoại thân bé nhỏ để làm đề mục, như là nhìn một cái chiếc lá con hay là một giọt nước. Rồi cái thứ tư là chú ý một cái vật ngoại thân to lớn như núi non, mặt trăng, mặt trời, biển cả. Trung trung có hiểu không ta? Alo, trung trung có hiểu không? Khổ thiệt. Cái này đã giảng chi tiết quá, mình nghe lại nó hơi thừa nha, nghe lại như hơi thừa. À quên nữa, có một cái người ở bên 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 đâu biết, bên Mỹ, bên Nhật vậy đó, email cho tôi, message cho tôi, rồi gọi phone, mà mình cứ nói hoài mà nó vipassana, mình nói là vipassana, mà cho tới bây giờ nó người đó tối ngày cứ là vinasaba không, mà tôi khổ quá mà tôi không biết phải làm sao mà tôi chỉnh. Mà chỉnh thì tự gái mà mình không dám chỉnh, mà mình chỉ nói lại thôi, nói nhắc lại để cho ảnh biết ảnh nói sai, mà ảnh không thèm màng. Nên cứ là cái mở miệng ra là cứ là Vinasa ba, mà tôi ghi nó này cái công an nằm dùng hay sao chứ, cái Vina là Việt Nam đó, còn cái Sapa là một địa danh là miền Bắc đó. Chỉ có lý nào mà cái quý bác Sa Na mà đọc thành Vinasa ba. À, chơi mới ghê. À, thì cái này nó hơi lạc đề, nhưng sẵn đó luôn chắc cái người đó đang nằm rung rung nè, chứ nó đâu có. Chẳng hạn như trưa nay là tự nhiên tôi nhớ tới một cái người mà ở bên Mỹ, mà tôi cũng hơi thương 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 là tội nghiệp, rất là thương khi mà có kỳ đó họ hỏi tuổi tôi, rồi tôi hỏi ngược lại, hỏi vậy chứ con sanh năm nào, cái nó nói dạ con không có khai sanh, con đẻ dưới quê không có khai sanh, chỉ nhớ tầm tầm là cái năm đó, mà tháng thì không nhớ, chỉ nhớ má nói đẻ nhầm cái mùa dưa hấu. Nghe thấy thương. Chỉ nhớ cái tầm tầm là cái năm là 69 70 gì đó, mà tháng thì không có, chỉ nhớ là cái mùa dưa hấu. Nó trời ơi, cái kiểu này sao tự nhiên nghe con nói chuyện sẽ nhớ đến cái chuyện mà coi như là cái gì mà Trương Chu Kỳ với Triệu Minh ấy, cũng hỏi tuổi nhau kiểu đó. Ok rồi,
À, cái gì con cần học kỹ, xin giảng chi tiết là sao tôi không hiểu à. Bây giờ hỏi cái gì tôi đang giảng mà kỹ vậy ta, tôi không biết họ muốn giảng chi tiết cái gì. Tức là tám cái này nè, đã nãy tôi hỏi có hiểu không, mà đây là tám cái trường hợp mà người ta tu tập thiền chỉ. Đã nói rồi, tu tập thiền chỉ là chú niệm vào trong một trong 40 cái đề mục, mà trong đó có 10 cái đề mục mà tạo ra thần thông. Đã. Thí dụ như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hư không, ánh sáng. Đất là sao này, đã giảng rồi. Có nghĩa là người ta nhìn vào một cái khuôn đất, người ta lấy đất, người ta vỗ thành ra một cái miếng. Để trên miếng đất thì trong kinh nó lớn nhỏ tùy người nha. Phải, ngừng 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 cái này chút, trong chú giải có ghi cái này mới động trời nè. Người sở mà tôi quên, người độn căn á thì thích hợp với cái đề mục kích thước nhỏ. Hả? Xin lỗi, lộn 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 người độn căn á, thì thích hợp với mục lớn. Cái mình sửa lùm giùm nghe, người độn căn á, thì thích hợp với cái kích thước, với cái đề mục kích thước lớn. Còn cái người mà phóng vật á thì thích hợp cái đề mục mà có cái ghi lại giùm nha, ghi lại giùm nha, cái này biết ở đây có ai ghi lại giùm nha. Người độn căn á thì thích hợp với đề mục và kích thước lớn. Người phóng vật á thì thích hợp với đề mục có kích thước nhỏ. Đúng rồi. Ghi lại giùm nha. Rồi các vị ghi, tôi phải ghi nha. Rồi bây giờ tiếp theo rồi cái gì nữa. Cái người mà nộ tánh á, nộ tánh là hay nóng nảy đó, thì thích hợp cái đề mục dễ nhìn đẹp đẽ gọn gàng sạch sẽ đó. Còn cái người mà dục tính nhiều á thì thích hợp, cái này phải ghi, cái này phải ghi, cái nhà ông nội nào không biết bà hay ông gì mà cái tiêu hà nào, cái này phải ghi cái này nè. Người nội người dục tánh thì thích hợp với cái gì, thích hợp với cái đề mục thô nhám rồi cái gì nữa, xấu xí dơ bẩn nghe kịp không ta. Nhớ nha. Có nghĩa là đề mục để tu thiền nó có nhiều lắm. Một là tự mình tạo ra, mình lấy một cái thau nước rồi mình cứ nhìn, mình niệm hoài, niệm nước 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 nước, khi nào đặt thiền thì thôi nha. Hồi đầu á thì mình phải nhìn, mình mới thấy cái thau nước, thì cái giai đoạn nó được gọi là sơ tướng parikamanimitta. Giai đoạn thứ hai mình mắt nhắm lại, lúc nào không hay mà vẫn cứ thấy thao nước nó lồ lộ, nó sừng sững, nó lừng lững, nó rõ mồn một ra đó trong cái tâm tưởng của mình, thì giai đoạn này được gọi là nhiếp tướng út cái hình mắt đó. Và cái giai đoạn 3 nó làm mắt vẫn nhắm nghiền mà mình thấy cái thao nước, lúc này cái mặt nước của cái thao đó lúc bây giờ nó không còn là cái lẫn nước mà hồi nãy nữa, sóng sánh lăn tăn lẫn cợn, mà bây giờ nó là một cái đĩa bằng vàng, bằng bằng cái gì đó mà nó chói rực lên, nó là một cái khung ánh sáng chói rực, nhớ nha. Thì nếu không bỏ cuộc hoặc là không có đam mê trong đó mà tiếp tục niệm nước 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 nước, hoặc là niệm đắc 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 đắc, ví dụ như vậy, thì mình sẽ lần lượt mình đắc sơ nhị tam tứ thiền. Đây là chỉ nói tới đó thôi, chứ còn bây giờ muốn thêm chi tiết nữa chỉ có hai cách. Một là tu nào đắc gọi phone báo cho biết, hai là mở trong thâm tịnh đạo phần định đọc cho kỹ nha. Chứ bây giờ nguyên cái phần người ta là cả mấy trăm trang, mà bây giờ muốn tôi giảng mấy trăm trang mà trong cái thời lượng mà mấy phút như thế này là sao.
là sao rồi à, rồi cái người mà trong đây nói rõ là cái người mà gọi là phóng vật thì thích hợp với cái đề mục mà có cái kích thước lớn à, phải không ta? Kích thước nhỏ chứ, lộn, kích thước nhỏ có nghĩa là mà nãy tôi nói rồi, nhìn cái móng tay nè à, nhìn móng tay, nhìn cái răng của mình soi gương không, nhìn cái răng mình à, hoặc mình nhìn một chút xíu một cái điểm nào đó trên cơ thể mình á, thì đó là người phóng vật. Còn cái người mà động căn trí ít ấy, thì họ phải là kết hợp với cái đề mục mà có kích thước lớn hơn. Khờ quá mà phải bự bự một chút bù lại lấy giá bù lương. Rồi không biết trong rừng mình có nghe chữ lấy giá bù lương hiểu không ta, cứ kệ bỏ đi. Rồi tiếp theo là cái người mà nộ tống là sân nhiều quá, thì họ thích hợp với cái đề mục mà sạch đẹp nha, sạch đẹp. Sạch đẹp thí dụ như là họ phải nhìn cái lá màu xanh, cái lá được rửa sạch rồi treo toàn treo vào miếng vải vào miếng giấy nha. À, đó là cái người nội tánh, họ thích cái gì ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ dễ nhìn đẹp mắt đấy. Còn cái anh mà tham nhiều dục nhiều á, ảnh lại nên cái gì mà nó đơn giản gọn nhẹ mà dơ dơ xấu xấu thô nhám tí ti, anh cái nó kèm bớt cái tham của dạng nha. Nhưng mà cái đó là phần lớn nha, phần lớn là như vậy nha. Phần lớn đa phần là phần nhiều là hầu hết chúng sinh là như vậy, nhưng mà nó cũng có trường hợp đặc biệt là có những người đó tấm họ tấm tham tấm dục thích tùm lum đó, thì khi họ tu họ cũng phải cho họ tu cái gì sạch gì đẹp đó, thì họ mới đắc. Chứ còn mà họ 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 tấm tham mà cho họ chú niệm vào một cái đề mục mà nó gây sốc đó, thí dụ như dơ quá xấu quá, hoặc là họ nhìn cái căn phòng mà bày hày bê bối bừa bộn thì họ chịu không được, nhưng ngày sau lại phát thì ngài cũng theo cái kinh nghiệm phổ thông đó là ngài thấy em đệ tử này xuất thân con nhà giàu mà lại trong cái thời tuổi trẻ tu chắc tham dục nhiều, cho nên ngài cho vị này tu cái đề mục bất tịnh, ăn rồi là cứ là tóc mông lông móng răng da thịt gân xương tủy thần kinh gan mật mà đàm mũ máu mồ hôi phẫn nước tiểu. Thì cái vị niệm niệm suốt 3 tháng trời mà cứ mỗi lần niệm cứ rùng mình không không có đắc được. Thì cuối cùng ngài sẽ làm Phật thì thấy lạ, ngài mới đem ngài trình Đức Phật, thì Đức Phật ngài mới là dắt cái vị này cho đi đến ăn trưa ở một gia đình đại gia đệ tử của ngài đó, xong rồi Đức Phật ngài cho một lá y mới, bỏ cái y cũ xấu đi. Rồi đã đi ăn ăn cơm nhà đại gia rồi về được mặc y mới, rồi được đức chánh đẳng chánh giác vô thượng điều ngự thiên nhân sư tứ sanh từ phụ dắt ra ngoài cái hồ sen chùa Kỳ Viên ấy, ngồi nhìn sen là gió trưa nó thổi lan man đấy. Thì đang ngồi coi như vậy thì Đức Phật ngài mới nói là ngươi ngồi đây Như Lai vào phòng nghỉ ngơi. Thì Đức Thế Tôn vào phòng này, ngài nằm thì ngài mới tiếp tục ngài theo dõi cái vị này. Thì vị này đang nhìn mấy cái bông sen đẹp quá sức đẹp đó, thì lúc đó Đức Phật ngài dùng thần thông với ngài tạo ra một cái bông sen nổi bật trong đó đẹp nhất to nhất. Thì vị này mới chú ý cái bông sen đó à, vị này chú ý cái bông sen đó và vị đó thấy cái bông sen này nó từ từ cái chỗ mà nó hàm tiếu nó chuyển sang là mãn khai rồi đại đoá, rồi bắt đầu là mấy cái đài mấy cái cánh héo úa dần dần rơi rụng rồn trơ lại cái gương sen. Cái gương sen đó từ cái màu 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 vàng vàng nhạt vàng non nó chuyển qua xanh đậm rồi cuối cùng cái nó xám xịt, bắt đầu nó khô nó tớp dần rồi nó gãy xuống, cái cuốn nó bây giờ cũng mục luôn rồi, nó rớt cái gương nó rớt trên nước nó tan ra đó. Thì vị này mới quan sát từ đầu với đuôi, vị này mới thấy rằng là đó sao đây vậy, đó vô thường đây cũng vô thường, và toàn bộ vô lượng vũ trụ thế giới thiên hà nhật nguyệt cũng vô thường như vậy. Vị ấy bèn chứng đắc a la hán. Thì lúc đó đó là coi như là ngài sẽ là Phật buổi chiều ngày đến, thì ngài Đức Phật ngài sẵn dần đã xong rồi, ngươi có thể dắt đệ tử về. Thì khi ngài sẽ là Phật ngài mới hỏi bạch Thế Tôn, làm sao mà con không có hiểu được là cái vị này rõ ràng là cái cơ tánh là nặng về dục, mà tại sao để mà có thể mà con hướng dẫn bất tịnh mà không thành, mà lại cái cách hướng dẫn Thế Tôn rất là êm đềm như vậy mà lại là sạch đẹp.
mà là thích hợp, thì cái Phật nó cơ tánh có cái sai biệt. Bên cạnh cái chung vô vàn cái chung nó cũng có tí tí cái riêng, nhớ nha, học là cái chung cái phổ quát, cái khái quát, nhưng có trường hợp ngoại lệ nữa, cho nên cũng có trường hợp ngoại lệ rồi. Ok, thì vậy là bát, vậy gọi là tám thắng xứ nha, đơn giản tám thắng xứ. Tám thắng xứ, một là chú ý một cái chi tiết, thôi nó gom chung cho nó đỡ mệt. Một hai là chú ý một cái chi tiết nào đó trên thân của mình. Đó, còn ba bốn là chú ý một cái ngoại vật nào đó ngoài mình, mà chú ý đến khía cạnh lớn bé. À, số một hai là chú ý một chi tiết lớn bé trong thân mình, số ba bốn là chú ý một chi tiết lớn bé bên ngoài mình, và từ 5 đến 8 là chú ý một cái ngoại vật nào đó để chú niệm cái màu ở trên đó. Và ở đây thì sẵn nói thêm, trong chú giải có nói rõ, rất là rõ là tu với niệm mục này nghe này không có gì cao siêu, nhưng mà nó cái sở dụng của nó cực kỳ cao siêu. Rồi vì sao? Là vì xưa giờ chúng ta chỉ biết ăn uống ngủ nghỉ, trai gái được cái ganh gây gỗ mâu thuẫn ganh tị đấm đá chửi bới. Còn bây giờ mình tập trung mình chỉ niệm có một cảnh thôi, xanh xanh vàng vàng tím đỏ đỏ, đất đất nước lửa gió, để tâm nó định. À, đủ duyên á thì đắc thiền đắc thông sanh về phạm thiên, còn không á thì cái tâm nó an trụ cũng không bị phiền não. Mà đắc thông là sao? Đắc thông có nghĩa là khi vị đó đắc được ngũ thông ngũ thiền rồi đó, vị đó muốn quá hiện thần thông á thì phải làm sao? Đã bây giờ mới bắt đầu quay trở lại cái tám thắng xứ nè. Nếu mà ngày xưa tôi tu tập cái niệm đất á, tôi đã quen là cái niệm đất, đất 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 đất, nhắm mắt lại mà vẫn thấy đất, thì lúc đó mới sơ cơ á, thì nhắm mắt lại vẫn thấy đất, tới đó thôi chứ không thêm nữa. Nhưng bây giờ khi tôi đã đắc tới ngũ thiền rồi đó thì sao ta? Khi mà tôi chỉ cần nói trung tâm tôi nó đắc đi, hãy thành đắc đi, thì nguyên cái mặt hồ nó bèn ra nguyên một cái cánh đồng đất, tôi có thể đi lại chạy nhảy làm việc sinh hoạt trên đó được nha. Mà đất, nó chỉ là đất cho riêng tôi thôi. À, chứ còn đối với những người thiên hạ khác thì nó vẫn tiếp tục là mặt nước. Để trong rừng mình nghe kịp không? Đó là ảo đó quý vị nha. Rồi nước cũng vậy, khi mà mình đắc đạo đắc thiền đắc thông đắc thiền bằng cái đề mục mục nước đó, thì khi mà mình muốn gọi là tiếng Việt Nam là động thổ đó, tiếng Hán là động thổ đó, thì hoặc là muốn đi xuyên vách tường mà chỉ cần mình nghĩ trong bụng thôi, nước đi một cái là mình bước đi, là coi như là nó là nước, nó là một cái màn nước chứ không có gì hết. Một cái bức tường nó dày 3 tấc thì coi như là mình chỉ băng qua một cái màn nước dày cái 3 tấc thôi, không cần nín thở nữa nha. Biết trong trong cứ nghe kịp không? Đó, rồi màu xanh là sao? Là mình cứ để một cái miếng vải hay miếng giấy mình niệm xanh 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 xanh, khi mà nó đủ tập trung rồi mình đắc sơ nhị tam tứ thiền, khi mình đắc thiền bằng cái đề mục màu xanh á, thì mai này mình muốn biến cái gì đó thành màu xanh, mình chỉ nghĩ trong bụng thôi, xanh đi là nó bằng xanh lè đó. Hoặc là mình có khả năng tạo ra bóng tối quý vị, có khả năng tạo ra bóng tối, ví dụ như bây giờ là vì một lý do đặc biệt nào đó mà mình muốn cho cái nơi chốn nào đó, cái không gian nào đó nó trở nên tối thui, thì mình chỉ cần mình nói là bóng tối đi, mà trước khi mà mình biến cái thành một thành bóng tối đó, thì mình chỉ niệm trở lại đề mục xanh, mình niệm xanh xanh xanh, chỉ cần tác ý đề mục xanh rồi xuất khỏi đề mục đó, mình bè mình nói ra nó dài nhưng lúc đó nó nhanh dữ lắm. Chỉ cần mình nói là tối đi một cái là nó tối thui, tức là trong căn phòng mình bước vào nó sáng rực. Mà ví dụ như vậy, ví dụ mình muốn cho nó tối thì mình dùng đề mục màu xanh. Rồi đề mục màu trắng làm sao? Mình cứ niệm trắng 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 trắng, khi mà mình đắc thần thông rồi thì mình có thể hóa hiện cho bất cứ cái gì thành màu trắng cũng được hết. Và đồng thời màu trắng với đề mục màu trắng ta có thể tạo ra ánh sáng. Rồi đất nước lửa gió, mình niệm đề mục gió cũng vậy. À, ngày xưa đó mình chú ý đến một cái luồng gió, một cái làn hơi mà nó thổi lên da thịt của mình đó, mình cứ niệm gió gió. Nếu người đủ duyên đắc thần thông bằng cái đề mục đó, bây giờ mình muốn tạo ra phong ba bão tố dễ ẹp, mình chỉ cần nhấp vô cái đề mục gió rồi mình niệm gió đi bão đi, làm nó muốn mạnh cỡ nào nó sẽ mạnh cỡ đó, kinh khủng như vậy. Rồi lửa cũng vậy, niệm đề mục lửa là đốt lên một ngọn nến, đốt lên một ngọn đèn rồi chú niệm vào đó, khi đắc thiền bằng đề mục đó thì ta có khả năng hóa hiện lửa, hóa hiện ánh sáng như ý nha. Thì đây được gọi là tám tám cái thắng xứ nha. Alo, và những cái đề mục đó đó nó có thể bên ngoài thân và có thể bên trong thân của ta nha.
Còn mình chú ý đến đề mục lớn hay đề mục nhỏ là đã nói rồi, là cái người mà phóng vật thì thích hợp với cái đề mục nhỏ có kích thước nhỏ, người độn căng thì thích hợp với cái đề mục mà có kích thước lớn nha. Rồi cái người mà tham tính dục nhiều á thì họ thích hợp với cái gì đẹp sạch gọn gàng ngăn nắp. Còn cái người tánh sân thì họ thích hợp với cái gì mà nó tánh sân là thích tánh sân thì thích hợp với cái gì mà đẹp đẽ gọn gàng ngăn nắp. Còn cái tính tính tham thì thích hợp với cái gì xấu thô nhám dơ lù. Rồi bây giờ giảng vào cái gì nữa ta, hủ ghê luôn, tám thăng sứ. Rồi bây giờ tiếp theo là tám giải thoát. Rồi tám giải thoát, bây giờ boss lên giùm cái đi, tám giải thoát. Rồi cảm ơn. Ở trong room kỳ này nó có cái ba cái lạ. Cái lạ thứ nhất là cái số người vào nghe đông hơn cái đợt trước khi chúng tôi nghỉ nửa năm. Cái thứ lạ thứ hai đó là cái số người mà admin ấy, người chủ room ấy, nó đông hơn. Và có cái lạ thứ ba nữa là hình như cái đợt này ghi âm nó tệ hơn kỳ trước nó lạ như vậy, không biết có phải không? Mong là tôi nói sai nha. Ghi âm tệ làm mình cũng hơi buồn, bởi vì chúng tôi xin thưa, chúng tôi không có cầu danh cầu lợi gì trong cái vụ này. Quý vị có thể tin không tin thì tùy, nhưng tôi chỉ cầu có cái cầu rõ nha. Bởi vì nếu mà bữa nào bắt đầu giảng mà chỉ cần báo cho tôi biết là bữa nay không ghi âm được, tôi không có giảng, nó xin báo trước, xin nói thiệt luôn, chân thành xác định cái điều đó nha. Chỉ cần bà con nói là bà con bữa nay không có người ghi âm là chúng tôi không có giảng. Lý do rất đơn giản thôi, là bởi vì sẽ bỏ đi cái buổi giảng hôm đó, bởi vì cái số người nghe đó là được bao nhiêu nhưng mà phần ghi lại đó. Và nhắc lại, không có ăn nhậu gì trong cái vụ này, không có danh lợi gì trong cái vụ này đâu. Nhưng mà có một điều, chúng tôi mong qua cái lớp học này làm được ba chuyện. Chuyện thứ nhất, đốt lên một nhen lên một tí lửa cho những cái vị mà lười đọc xem kinh, lười đọc kinh xem kinh, tự nhiên sẽ siêng hơn. Cái thứ hai nữa là nếu được xài những điều chỉnh hệ quá, nhưng mà có thể giúp cho quý vị sửa là một chút một số cái hiểu sai, hiểu chưa tới về đạo nha. Thứ nhất là đốt lửa, thứ hai là có một tí điều chỉnh, và cái thứ ba nữa nó là đây là một cái tài liệu mà có thể giữ lại cho cái người hậu lai. Dĩ nhiên không có hay ho gì đâu, nhưng mà đây là một cái nền, một cái gợi ý để mai này người ta có những cái lớp khác, người ta rút kinh nghiệm nha. Cho nên dĩ nhiên cũng mong là bài giảng được ghi âm đàng hoàng kiểu vậy thôi. Rồi bây giờ mình học qua tám giải thoát. Bây giờ tôi xin thưa với bà con, để đỡ mất thời gian, chúng tôi bèn sử dụng cái bản dịch của tôi, chứ còn tôi không thể nào tôi dùng cái bản dịch của trong đây mệt quá nha. Bản dịch trong đây mình, quý vị thấy gì, bản dịch trong đây một đường mà tôi giảng một nẻo thì nên nó cũng hơi hơi dị. Thôi thì tôi cho phép tôi xài bản dịch của tôi đi nha. Thứ nhất, tám giải thoát cái số 1 là gì? Số 1 là gì? Số 1 là một là chú ý một cơ phận nào đó trên thân mình để làm đề mục tu thiền. Cái này thì đơn giản à. Số 2 là chú ý một vật ngoại thân nha, để làm đề mục tu thiền nha. Chỉ đơn giản vậy thôi, đề mục tu thiền. Rồi như Bồ Tát ngày xưa đó, ngày ngồi, ngày làm vua, ngày nhìn cái dòng nước chảy, ngày đắc thần thông, ngày đắc cái đề mục nước. Đấy. Rồi có lúc đó ngài nhìn cái cô cung tần mà cổ cung tần cung phi mà cũng đeo cái chiếc vòng ngọc màu xanh á, ngài chỉ nhìn cái chiếc vòng đó ngài cũng đắc cái thiền màu xanh, dễ như vậy đó. Còn như Bồ Tát Tất Đạt mới 7 tuổi à, rồi lễ hội mà người ta rần 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 thì người ta cũng để cho ngài ngồi một chỗ cũng ngon lành sang trọng, thì rồi rồi nó lấy ngồi nhìn một cái cậu bé 7 tuổi có đâu vui, thì thôi thì
ai cũng lăn mạnh, ai nếu lăn xăng xăng ngày ngày còn có một mình á, ngày 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 nhìn đâu ngày thấy cũng nản á, cái 7 tuổi mà có huệ căng lắm, nhìn đâu cũng nản, thấy mà nắng đau rồi thấy mấy con trùng con dế bị con chim chóc nó ăn, rồi con chim lớn ăn hiếp chim nhỏ rồi đó, rồi người ta thì nhễ nhại mồ hôi rồi phì phò mệt mệt nhọc, ngày nhìn ngày chán quá đi, cho nên ngày mới nhắm mắt lại để làm, mình nhắm mắt lại có gì làm thì nhắm mắt lại thôi, không muốn nhìn nữa nhắm mắt lại. Mà khi nhắm mắt lại như vậy thì cái duy nhất mà ngài ghi nhận được chỉ là hơi thở, ngài bèn theo dõi ra nè vào nè, có ba ba sẽ cần đắc sơ thì này, cái người hữu duyên là kỳ cục vậy đó nha. Nhưng mà cũng có lúc đó, thì ngài nhiều tiền kiếp, ngài chỉ nhìn một giọt nước, nhìn một là chiếc lá, nhìn một cái chiếc vòng ngọc, ngài cũng đắc thiền nha. Cho nên cái đề mục tu thiền nó có nhiều trường hợp. Thứ nhất là chú ý một bộ phận nào đó trên trên cơ thể. Rồi thứ hai nữa là ngoài cơ thể, thứ ba nữa là sao ta, thứ ba nữa là đó, cái này mới mệt nè, thứ ba mình dịch thì nhìn thì bản bài cái bản tiếng 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 Việt mà hiểu được tôi chết liền. Thứ ba là tu tập bốn vô lượng tâm để thấy đời còn dễ thương, đi dăm phút đã về chốn cũ này, để thấy đời còn dễ thương. Các vị tưởng tôi nói đùa nhưng đó là sự thật, bởi vì là chỉ có bốn vô lượng tâm nó là cái đề mục mà mình nhìn thấy đời còn có chỗ dễ thương đấy, cũng may cũng may đó, là cũng còn bốn này để thấy đời còn dễ thương. Là sao? Là hành giả thấy rằng đó là mọi loài là cần được hạnh phúc, cái nhìn thứ nhất là muôn loài cần được hạnh phúc cho nên mong muôn loài được hạnh phúc, đó là tâm từ. Thứ hai, hành giả thấy muôn loài có quá nhiều đau khổ, cuộc đời máu lệ mà, thì hành giả mong cho cuộc đời đừng khổ nữa, đó là từ tâm. Thứ ba, trong cái cuộc đời vui ít khổ nhiều này, người ta được cái gì mà nên mừng cho người ta, chứ mắc chi mà tị hiềm ghen ghét, đó là hỷ vô lượng tâm. Còn xả vô lượng tâm là cao cấp nhất, hành giả thấy rằng người mà ta trên đời này không có ai đáng ghét hết, người mà xấu là đáng thương mà người tốt là dễ thương. À, người xấu là đáng thương bởi vì rồi đây họ sẽ bị ác nghiệp nó dặn họng họ, còn người tốt là người dễ thương là bởi vì họ là người rất là dễ gần, rất là dễ mến, họ là người đem lại cái an lạc cho bản thân và cho người khác. Như vậy trên đời này không có ai là dễ ghét, không có ai là khó thương, mà chỉ có hai hạng người xấu, người xấu là đáng thương mà người tốt là dễ thương nha. Cho nên mai mà có tu đời còn dễ thương là chỗ đó đó nha. Cho nên đó là cái đề mục thứ ba là bốn vô lượng tâm đấy, và bốn cái đề mục còn lại là gì ta, còn lại là bốn đề mục vô sắc đã giảng rồi, bữa nay chắc phải giảng thêm chút nữa cho mấy người không có dịp nghe. Bốn đề mục vô sắc là cái gì ta, bây giờ phải nói rộng là một chút. Chúng sanh trong đời nó có nhiều hạng, cái hạng thứ nhất á là sống chết buồn vui với năm trần đấy, sống chết buồn vui với năm trần, có nghĩa là từ lúc mà lọt lòng cho đến khi chết là cứ là chạy theo năm trần, thấy nghe ngửi nếm đụng, thích nhìn cái này thích nghe cái kia, thích nếm thích ngửi thích sờ chạm, thích êm ái thích ngon thích thơm thích đẹp thích du dương lạnh lót, ví dụ như vậy nha. Mà nếu không được năm cái này mà bị năm cái ngược lại đó thì bèn khổ. Như vậy thì sống chết và buồn vui với năm cái này thì gọi là hạng dục giới. Có một số chúng sanh đó, trình độ nó cao cấp hơn, họ bèn chán, họ thấy ngày nào mà còn sống đam mê trong năm dục thì chắc chắn ngày đó còn khổ bởi năm dục. À, nhớ nha, còn đam mê trong năm dục thì còn khổ trong năm dục. Mà khổ trong năm dục là sao ta, khổ trong năm dục tức là còn có cái khó chịu trong tâm, cái khó chịu trong thân,
thì nó gọi là cái khổ trong năm dục, định nghĩa nó vắn tắt như vậy nha. Còn có cái khó chịu trong thân và cái khó chịu trong tâm, tức là còn khổ thân và còn khổ tâm đó, thì đó gọi là khổ trong dục. Vì nó chán nó mới bèn tu tập thiền định bằng 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 cách là chú ý đến những cái thứ vật chất mà hồi nãy mình mới vừa giảng xong đó. Họ nhìn miếng đất, họ niệm nước lửa gió, họ niệm rồi họ niệm cái xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng. À, cứ chú ý vào một trong năm cái hòa niệm. Còn các vị hỏi tôi chứ tại sao mà có ai dạy không, mà người đó cái người chán dục mà biết tu thiền, tôi nhắc lại nha, trong rừng thế nào cũng có người thắc mắc là ủa tôi cũng biết bao nhiêu lần tôi chán mà sao tôi đâu có nghĩ ra cái chuyện đó, nếu không vô chùa nghe đạo tôi đâu có biết, mà tại sao có người biết. Xin thưa, nó có hai trường hợp mà người ta biết. Một là cái người đã từng tu thiền nhiều đời nhiều kiếp nha, cho nên bây giờ đó là cái chuyện mà họ đắc thiền đó lại nó dễ ẹc, nó giống như những thiên tài toán học, thiên tài ngoại ngữ, thiên tài âm nhạc, thiên tài hội họa, là nói thật nói nó hơi tục đó, là tôi kêu là chưa có ráo máu đầu á, thì mũi chưa sạch á, mà đã biểu lộ, đã thể hiện ra là một cái tay nghề, một cái não bộ mà phải nói cực kỳ xuất sắc, để gọi là thiên tài, là thần đồng. Là vì sao? Là bởi vì họ đã nhiều đời nhiều kiếp như vậy rồi nha. Đó là trường thứ nhất, là do cái tập khí nhiều đời. Trường hợp thứ hai là chính những người mà đắc rồi họ dạy lại cho mình. Đó là hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là tự mình do tiền căn mà tự quay lại. Thứ hai là do có ông thầy, ông bài vẽ, ví dụ như mấy vị đạo sĩ, mấy vị Phật độc giác. Mấy vị độc giác không có dạy cho mình đắc đạo được, nhưng mà mấy vị độc giác có thể hướng dẫn cho mình đắc thiền được. Nhớ nha, cái này có nha. Rồi. Cho nên là cái hạng thứ nhất là cái hạng đắm chìm trong dục, cái hạng thứ hai chán dục nhưng mà còn như đã chán dục để tu thiền, nhưng mà cái đề mục tu thiền nó còn hơi có cái hơi hướng của vật chất, nó còn phải dính dính vô ba cái vụ mà đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không và ánh sáng nha, còn dính líu tới hơi thở, tới xương sẩu, tới thể trược. Thì cái đó được gọi là chán dục nhưng mà thoát dục bằng cái con đường có dính líu tới dục một chút, tức là dính líu vật chất một chút nha. Tới cái hạng thứ ba đi về, cái ông này ông cũng thiền sắc giới nhưng mà ông thấy cái dục nó quá dễ sợ, nó quá đáng chán đi, mà cái thiền sắc giới đó là nó rời dục chưa có bao xa và chưa có bao lâu, biết trong trong mình hiểu không ta? Bữa hổm tôi nhớ tôi có dùng cái ví dụ là mình ngủ rồi, mình ngủ trong phòng ngủ chứ mình đâu ngủ trong toilet, nhưng mà cái phòng ngủ mà nó kế toilet là mình cũng không thấy thoải mái, mình cứ nghe người ta vô đó, nghe cái tiếng người ta rặn, nghe cái tiếng người ta đánh rắm, nghe cái tiếng người ta dội nước, nghe cái tiếng người ta rửa tay, nghe cái tiếng người ta hong khô thì mình đã khó chịu rồi. Mặc dù mình ngủ trên giường của mình, trong phòng ngủ của mình, nhưng mà nó sát bên cái nhà cầu, mình cứ nghe nó nhận nhợn sao, biết trong rung, nó hiểu không ta? Alo. Cho nên cái hạng thứ ba này nè là đang đắc thiền sắc giới là đã nản rồi, nghĩ nó ông cái sắc giới này nó chưa có xa cái dục giới bao nhiêu hết mà, rồi nó cũng còn cái dấu vết của vật chất này, vị này mới chán, mà chán mà cách nào vị này mới nghĩ bây giờ khổ quá đi, mình không hưởng dục nhưng mà mình còn dính ba cái vụ đất nước lửa gió này, bây giờ có cái gì mà nó không dính đến đất nước lửa gió đây. Vị ấy bèn ngửa mặt nhìn trời này và thấy ra rằng cái cõi hư không bao la là lồng lộng kia đúng là không còn mắc miếu dây dưa gì để đất nước lửa gió nữa, cho nên vị ấy bèn tác ý như sao: hư không là vô biên, ước gì ta có thể hòa tan tan loãng vào cái cõi tinh không vời vợi lồng lộng trên kia, vượt ngoài cái dòng kềm hãm giam cầm của đất nước lửa gió hư không ánh sáng. Thì khi mà vị ấy tác ý như vậy, nếu đủ duyên lành, vị ấy bèn có một cái loại tâm xuất hiện mình gọi là đắc thiền, nhưng mà thật ra đắc thiền có nghĩa là nó có một cái loại tâm xuất hiện, loại tâm nó từ đó giờ nó chưa có, trong kiếp này nó chưa từng có, đó là hư không vô biên xứ. Vị này mỗi lần cứ nghĩ hư không là vô biên thì lập tức chìm sâu vào trong cảnh giới không còn biết cái gì trời đất, không còn biết đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng nữa. Nhưng mà nếu một người có huệ căn, sau khi họ đắc được cái tầng hư không vô biên này xong á, thì sẽ có một ngày họ sẽ tiếp tục chán đó. Đây là cái dấu hiệu của bậc đại nhân đó quý vị.
Họ luôn luôn đi lên, đi tới, đi nữa, đi mãi. Họ không có vừa lòng, không hài lòng, không thỏa mãn quá sớm với những thành tựu của mình nha. Một bậc mà tỷ phú cỡ như là Zuckerberg của Facebook, hay là của ông Buffett, hay là của ông Bill Gates, họ luôn luôn là hướng tới cái xa nữa mãi, chứ không phải như cái thứ tiểu thương ba mớ mà có điểm tập quá. Sáng sáng cái thằng chồng đi lấy hàng, đi giao hàng xong ra quán cà phê ngồi đọc báo, rồi tới trưa về nấu cơm bưng cái cà mèn ra cho vợ, cái là tối dọn hàng về le lưỡi đếm mớ tiền được vài triệu là phê nha. Cuối năm cái đi Thái Lan rồi mua bảy tầm ba nhang trầm, đi, đi đi Nhật mua ba cái trà xanh, đi Trung Quốc mua mua cái bà hủ thú gì đó về là mãn nguyện, là tiếp tục cái con đường tập hóa nữa nha. Trong khi mấy cái cha mà vua bất động sản, mấy cái cha vua dầu hỏa, mấy cái cha mà vua công nghệ, mấy cái cha vua báo chí, vua truyền thông đó, thì không, đã lên tới vua thì họ không có dừng lại sớm như vậy đâu quý vị. Họ đi xa, đi nữa và đi mãi. À, như Việt Nam mình có ba cái Bầu Đức, Hoàng Anh, Gia Lai đó, là họ phải bành trướng ra khỏi biên giới Việt Nam nha. Ở đây cũng vậy, cái vị này sau khi mà người ta coi như là chán cái sắc, chán dục là mới đắc thiền sắc, mà sao nó chán thiền sắc là mới đắc hư không vô biên. Rồi từ cái đắc hư không vô biên người ta mới thấy là cái hư không nó bao la thiệt, nhưng mà nó còn bị tâm biết. Như vậy cái tâm mới đúng là bao la. Khi mà họ nghĩ như vậy họ bèn đắc cái tầng thiền thứ hai, đó gọi là thức vô biên sự đấy. Rồi đến một lúc nào đó cái người mà đại căn đại duyên họ mới bèn thấy ra một chuyện nữa, đó là hư không là vô biên mà còn bị tâm biết. Tâm tuy là vô biên nhưng còn bị một cái tâm khác, nó biết, thì họ nhàm chán cả hai cái này, nó tưởng hai bay ngon lành ai là cũng là cái thứ không được việc, cái thứ rách việc. Thì khi mà họ chửi, họ tự họ che hai cái ông đó là rách việc, họ bèn đắt cái tầng thứ ba là nó tiền không có gì hết, hai bay không nào xài được hết, hai đứa bay không đứa nào xài được hết. À, kinh chân nhà ta nói là vô sở hữu đây nó không phải là possessive, không phải là possession, mà nó là vô sở hữu, có nghĩa là nothing, vô sở hữu là không có cái gì hết, nhớ nha. Họ khi họ thấy hư không cũng chẳng ra cơm cháo gì, mà cái tâm mà biết cái hư không nó cũng chẳng ra cơm cháo gì, hai thằng bay tệ quá, thấy vậy mà không phải vậy. Khi mà họ thấy rằng hai đứa nó không được việc, nó là cái phường rách việc, thì họ bèn đắc cái tầng thứ ba là vô sở hữu xứ. Cái người đại căn đại duyên họ lại không dừng ở đây, là họ lại tiếp tục, họ thấy ở đây hoài sẽ đi đâu về đâu. Đã. Sẽ đi đâu về đâu với cái ông này, cái tối ngày cái chửi hàng kia rách việc kia là sao ta. Thì khi mà họ chán cái ông rách việc này nè, thì họ bèn đắc cái tầng thứ tư, đó là sao, vẫn là tầng thứ ba nha, trong bốn tầng vô sắc. Tầng thứ hai nhìn lại tầng một mà đắc, tầng thứ tư nhìn lại tầng ba mà đắc, cứ nhớ cái này nha, cái này phải nhớ. Thì cái tầng phi tưởng chính là tầng ba, nhưng mà nó nhìn lại tầng ba, đắc tầng ba mà chán tầng ba, thì tự nhiên nó được cái tầng bốn, có nghĩa là cái tâm lúc này nó đạt đến cái mức vi tế. Có nghĩa là sao, vi tế là gì, là trước đây chán dục còn vướng vô đề mục casino, sau đó chán cái không cũng không không được. Các vị còn nghe không, kỳ vậy ta, các vị mất bao lâu, các vị mất bao lâu? Ồ đất ơi, chết rồi, tôi nhắm mắt tôi đâu có thấy, tôi kệ hết duyên rồi, tôi nói là tôi nản lắm nha. Rồi như vậy thì tổng cộng lại mình vừa học xong, mình vừa học xong gọi là bát giải thoát. Mà ta sẽ rồi phan 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 rồi, vậy mình học xong bốn cái vô sắc, tới cái cuối cùng là diệt thọ tưởng định, cái số 8 mà là diệt thọ tưởng định. 8 là gì ta, 8 là diệt thọ tưởng định đó, số 8 là sao ta, là một vị tam quả hay La Hán nha, có chứng tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng, khi muốn nghỉ ngơi triệt để thì
nhập xuất tầng thiền này rồi chú nguyện không tâm thức trong một thời gian nào đó lâu mau tùy ý nhưng không quá 7 ngày nhân loại nha, 7 ngày nhân loại rồi chỉ có thánh nhân ở cõi người mới nhập loại định này được nha, mới nhập cái loại định này được rồi. Cái nào quan trọng thì đích thân tôi ghi, rồi bây giờ tôi bắt đầu tôi giảng nè. Một vị tam quả la hán có chứng tầng thiền phi tưởng phi phi tưởng này, khi muốn nghỉ ngơi triệt để thì xuất nhập tầng thiền này rồi chú nguyện không tâm thức trong một thời gian nào đó lâu mau tỷ nhưng không quá 7 ngày nhân loại, bởi vì ngày nó có nhiều loại. Ngày mà ở cửu tứ thiên vương là nó bằng 50 năm của mình trên hành tinh này, ngày mà của Đao Lợi đó thì nó bằng 100 năm, rồi của cõi Dạ Ma thì nó bằng 400 năm, rồi của cõi Đâu Sức là bằng 800 năm, rồi của cõi Hóa Lạc Thiên là 1.600 năm. Cứ như vậy nha. Rồi dưới địa ngục nó có những cái địa ngục mà nó cũng hơi bị lâu, một ngày một đêm trên đó, mỗi dưới đó là nó bằng 9 tỷ mấy năm, tương đương với cái tuổi thọ của chư thiên cõi dục cao nhất, đó là tha hóa tự tại thiên, tức là tự tại cung của ác ma thiên tử nha. Tại tuổi thọ trên đó là cái cõi dục thiên, là cái cõi mà sát nút sát biên giới với cõi phạm thiên đó, là đến 9 tỷ rưỡi năm, thì trong khi đó là cả của tuổi thọ là 9 tỷ rưỡi ấy. Vậy mà nó có những cái cõi địa ngục mà một ngày một đêm của ảnh đó là làm ổng 9 tỷ mấy năm, cái vị nghĩ mà mình lọt xuống dưới sông mà trở lên không khờ người mới lạ nha, ở lâu quá nó đốt riết nhỏ lên nhỏ khờ câm, nó khờ như cục gạch vậy đó. Hello, cho nên bây giờ nói cái gì mà tôi đi xa chỉ thằng à, tôi đang nói 7 ngày nhân loại, bảy phải nói rõ là ngày trên hành tinh này nè, 24 giờ, 1 giờ là 10 là 60 phút, phút 60 giây đó nha. Ok. Uống miếng nước. Rồi. Những cái vị la hán hoặc là tam quả anaham mà không có đắc thiện thì thôi, không có đắc cái tầng này thì đành chịu. Tối đa là chỉ nhập muốn nghỉ ngơi là chỉ có hai, đây chắc tôi nói ai ghi giùm chứ tôi không có ghi nữa. Vị la hán vị tam quả hoặc là la tam quả mà không có đắc tới cái tầng này nè, vì cái tầng này là tầng thiền thiền hiệp thế, cho nên cái chuyện đắc ăn đắc không quan trọng. Có nhiều vị đắc a la hán rồi, đắc anaham rồi nhưng mà chưa có đắc thiền tầng nào hết cũng có, hoặc có vị đắc mà đắc chưa tới tầng này thì khi mà muốn nghỉ ngơi nó thì vị chỉ nó chỉ có hai cách. Một là nhập thiền quả, có nghĩa là quán danh sắc y như cái hồi mà mình tu cái niệm xứ lúc còn phàm, mình quán trong vòng 3 giây là mình mới an trụ vào trong cái tâm thánh quả của mình, chứ tâm tâm sơ quả nhị quả tam quả tứ quả gì đó, mình an trú trong đó. Mà trước khi an trú mình có nguyện tôi sẽ an trú, tôi sẽ sống bằng cái tâm quả đó trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng 47 phút, 49 phút, là chú nguyện như vậy là đúng cái giờ đó tự động nó ra nha, nghĩa là trở lại bình thường, không cần không có còn an trú trong cái tâm quả đó nữa. Đó là cấp 1. Cấp 2 là vị đó an trú trong cái tầng thiền nào mà vị nó đắc á, ví dụ như sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, địa mục đất, địa mục lửa, địa mục nước gì đó nha. Đó là hai cách nghỉ ngơi của vị thánh. Vị thánh mà không có đắc phi tưởng vị tưởng. Nhưng mà riêng về cái phi tưởng cái người mà đắc cái này đó thì có nhiều khi là phàm cũng đắc được, tu đầu quần cũng đắc được, tư đà hàm, a na hàm, a la hán đều đắc được. Riêng chỉ có a na hàm và a la hán cộng với cái tầng thiền này nè, nghe kịp không, tam quả hoặc tứ quả mà cộng với phi tưởng bang thiền diệt thọ tưởng định,
Có nghĩa là khi cần nghỉ ngơi mà triệt để đó, không còn muốn hoằng pháp, không còn muốn đi khất thực, không còn muốn gặp ông A bà B, thằng Tèo thằng Tí, con Lan con Hương con Cúc con Đào con Yến con Loan gì nó không cần nữa, vị ấy bèn nhập vào cái tầng thiền gọi là phi tưởng. Phi cái tưởng nội tâm nó là trở nên vi tế vô cùng tận, và vị ấy xuất khỏi cái tầng thiền này và vị ấy nguyện như sau: trong vòng 3 ngày, 2 ngày, 1 ngày, hoặc trong vòng 20 phút, hoặc trong vòng 1 phút, có 1 phút nữa, 1 phút ta sẽ nhập thiền diệt. Thì khi mà tác ý như vậy, vị ấy trong suốt thời gian đó, vị ấy hoàn toàn không có tâm thức. Tôi biết trong rừng này thế nào cũng có người đang nổi điên lên là hỏi tôi là sư dựa vào đâu mà sư nói rằng có người nhập thiền diệt mà 1 phút. Thì tôi xin mách cho cái người đó mở giùm tôi cái kinh Đại Bát Niết Bàn xem, trong cái khoảnh khắc mà gọi là tiền viên tịch, tức là trước khi viên tịch là Đức Thế Tôn xuất nhập sơ nhị tam tứ ngũ thiền sắc giới. Hư không vô biên thức vô biên vô sơ xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ diệt thọ tưởng định đã, rồi ngài mới trở lại sơ thiền sơ nhị tam tứ thiền. Hư không vô biên thức vô biên vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng, thì trong đó có cái gọi là diệt thọ tưởng định nha. Cho nên khi mà Thế Tôn mà gọi là những trước khi ngài tập theo cái thông lệ chư Phật ba đời là ngài phải xuất nhập 2.400.000 lần các cái tầng thiền này, cái nghĩa là sơ nhị tam tứ rồi hư không viên thứ viên, tổng cộng là 8 tầng. 8 tầng tất cả. Ở đây có một người hỏi một câu cực kỳ quái gở, đó là tại sao các vị này cần nghỉ ngơi, nó mệt quá thưa bố, mệt quá quá mệt. Tôi nói thật, nếu mà tôi có khả năng mà nhập một cái loại định nào đó để mà tôi nghỉ ngơi đó là tôi đã nhập lâu rồi. Giảng như vậy mà không biết có ai nghe hay không, mà không biết họ có hiểu hay không, mà không biết họ có hiểu đúng hay không. Thì các vị biết một cái trạng thái mà không có tâm nó đã lắm thì biết không, thì mình đi ngủ đi, mình còn có chim bao, rồi mình đi ngủ rồi mình còn bị rêm bị mỏi, rồi cái gối nó lệch, gối lệch chăn xô rồi nực rồi lạnh rồi đắp mền rồi đạp mền rồi xúc mền lap 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 lap. Còn cái này mình tưởng tượng mình coi như biến mất 100% ra khỏi cái cuộc đời mà ngủ trượt ác thế, mà coi như vui ít buồn nhiều, mà có những lựu đạn gà chớn thì chất ngất trùng dương, coi như là không tâm trong cái thời gian đó nó cực kỳ sung sướng nha. Và cái việc các lỗ tai đẻ đâu cho nên không có nghe tôi giảng cái này. Trên đời này nó có nhiều cái thứ hạnh phúc, nhiều cái kiểu hạnh phúc. Kiểu một là có cái gì đó, và thứ hai là không có cái gì đó đấy. Và cái không này nè nó lại có hai, à cái không này nó lại có hai nha, cái không nó có hai. Một là không có cái mình ghét thì mình được hạnh phúc, nhưng mà nó có cái trường hợp thứ hai nữa là không còn cái gì hết cũng là hạnh phúc. Ồ, cái này mới ghê. Tôi nói lại lần nữa, tôi người đang nói chuyện đây thật sự tôi đã trải qua một cái cảm giác giống như vậy, tức là đói mà nhìn trên bàn không có gì ăn đó là một cái khổ, mà ăn xong rồi mình chạy vào phòng mình lấy cái gì xong mình trở ra thấy a đã dọn sạch bát bèn hạnh phúc. Đặc biệt như vậy nha, nó bèn hạnh phúc. Nó tức là cái bàn á, mình giới hạn như thế. Hôm nay có mấy người Bình Đức họ qua, Bình Đức Bình Đại Sĩ, mấy người này hỏi chung với tôi nè, họ lo cho tôi, họ nấu nồi tới họ chơi, rồi họ nấu nướng giùm mà tới tới giờ ăn, mà tôi chỉ nghe họ dọn lập cục mà mình liếc ra đó mà mình thấy họ dọn là mình thấy hạnh phúc, mà ăn xong xuôi rồi mà mình thấy có người dọn đó là mình bèn hạnh phúc. Còn khi mà có một mình đó, hồi đói á, thì mình bày ra là một cái đau khổ, mà lúc dọn cũng là một cái đau khổ. Cho nên người ta mới có một cái câu hỏi rất là khoa học và rất là nhân văn và cũng rất là xã hội, rằng thì là tại sao đàn ông lấy vợ rồi thường mập hơn khi mà độc thân. Thì người ta trả lời thế này: khi ta độc thân ấy, mở tủ lạnh không thấy gì hấp dẫn bèn leo lên giường, khi lấy vợ rồi leo lên giường thấy thấy không có gì hấp dẫn bèn tụt xuống mở tủ lạnh. Chỉ vì lý do này mà đàn ông có vợ thường mập hơn là đàn ông không vợ. À, cho nên ở đây nhập thiền diệt là sao? Là vì ấy muốn bỏ hết, muốn bỏ hết nha, bỏ hết, muốn nghỉ ngơi một cách triệt để, toàn triệt, hoàn toàn,
Ok, bây giờ là wow, bây giờ là phải 6 giờ, phải phải 4 giờ không ạ? Rồi, đúng rồi. Xin hẹn lại bà con ngày mai. Chúc các vị một ngày ngày vui, một đêm an lành. Ngày mai chúng ta học bữa cuối của tuần này, ngày 14 tháng 1 chúng tôi về Mỹ. Mong rằng cái chỗ chúng tôi ở chưa biết ở đâu, nhưng mà sẽ có internet để lớp học không có bị gián đoạn. Chúc các vị một ngày vui.